Em chưa bật. Hello, chào mọi người. Dạ mấy em chào thầy thôi. Chào Ok. thầy. Bây giờ rồi, có thấy cái có thấy bài giảng chưa? Dạ mấy em thấy rồi Rồi, ok. Rồi. Thôi, hôm rồi tôi giới thiệu bài Đái Tháo Đường rồi, phải không? Cái lớp ở các tỉnh là tôi có giới thiệu luôn và nhiễm cetonacid và hạ đường huyết rồi. Đấy, còn cái nhóm Cần Thơ thì hình như là bài đó Đái Tháo Đường chưa xong. Đấy, nhưng ngày hôm nay thôi bốn nhóm thôi tôi giới thiệu luôn là cái chủ đề mà các anh chị chưa học rồi. Nhóm Cần Thơ thì bài Đái Tháo Đường, phần còn lại của bài Đái Tháo Đường thì tôi sẽ giới thiệu buổi khác ha. Rồi. Cũng giống như lần trước thì trong quá trình tôi giới thiệu đó, nếu mà có vấn đề gì thì các anh chị hỏi ha, tôi ngược lại tôi giải thích. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu cái chủ đề kế tiếp cũng liên quan tới đa niệu là đa thao nhạc. Đa thao nhạc xin nói các anh chị đó, nếu mà học ở đây thì cái lớp chuyên khoa 2 cũng sẽ có bài đa thao nhạc, nhưng mà chuyên khoa 2 thì tôi chỉ giới thiệu một số chuyên đề và các anh chị đó tự chuẩn bị, còn coi như đã tháo nhạc giới thiệu cho chuyên khoa 1 là xong luôn ha. Thì cái chủ đề này đó đã tháo nhạc thì chúng ta có các cái mục tiêu giải thích được cơ chế bình sinh của đã tháo nhạc, rồi thực hiện được các cái test giúp chẩn đoán và phân tích được kết quả và thực hiện được các pháp điều trị cơ bản ha. Thì đã tháo nhạc đây là cái bệnh hiếm gặp ha. Hiếm gặp nhưng mà ở trên thực tế lâm sàng, những cái trường hợp đi tiểu nhiều đó là chúng ta lại gặp nhiều, phải không? Gặp nhiều thì trong những cái trường hợp đi tiểu nhiều đó có hai bệnh mà chúng ta có thể chúng ta gặp đó. Một là rất phổ biến là đái tháo đường, bệnh ít gặp hơn là đái tháo nhẹ, và một số cái trường hợp khác đấy, một số trường hợp khác. Thì tôi giới thiệu cái đái tháo nhạc để chúng ta có thể chẩn đoán và điều trị bệnh này, đồng thời giúp chúng ta có thể chẩn đoán được những cái trường hợp có đái tháo nhạc, có đái tiểu nhiều nha, đa niệu khác mà không phải đái tháo đường mà cũng không phải đái tháo nhạc. Thì bây giờ đái tháo nhạc là định nghĩa là cái gì? Đây là bệnh do thiếu vasopressin nha, do rối loạn tiết cái vasopressin đó, ADH đấy, ở vùng dưới đồi tuyến yên, đấy là cái nguyên nhân thứ nhì nhất, hoặc là do đề kháng của thận đối với vasopressin đấy, nên là hai nhóm nguyên nhân. Và cái hậu quả của cái việc thiếu vasopressin hoặc là đề kháng với vasopressin đó thì nó dẫn đến một cái hậu quả là bệnh nhân sẽ thải ra một cái lượng nước tiểu pha loãng lớn hơn cái lượng nước tiểu ở cái người đi tiểu bình thường, cái người trưởng thành mà người ta không có đa niệu nha. Thì cái số lượng nước tiểu là thường là trên 40 ml trên kg trọng lượng cơ thể trên ngày, và cái mức trung bình đó thường là 5 đến 20 hoặc 25 lít nước tiểu trên ngày. Đây, cao hơn rất nhiều so với những người không mắc bệnh. Và áp lực thẩm thấu của nước tiểu đó nó giảm ha, áp lực thẩm thấu của nước tiểu nó giảm thấp xuống. Đấy, do nước tiểu bị pha loãng và tỷ trọng nước tiểu cái mà nó giảm thấp nha, tỷ trọng nước tiểu giảm thấp. Ở trong cái xét nghiệm nước tiểu cái chúng ta thấy có cái kết quả chúng ta thấy là cái chữ SG đó. SG phải không? Đấy, specific gravity. Đấy, thì nó giảm thấp. Thì đấy là cái đái tháo nhạc. Thì nãy tôi có nói cái định nghĩa về đái tháo nhạc đó, thì tôi có nhắc đến cái vasopressin. Vasopressin. Đây, thì chúng ta nhắc chút xíu về vasopressin. Vasopressin. Đây, cái từ viết tắt thường là AVB nha, AVB. Đây, thì nó là ADH. Đấy, AVB là viết tắt của cái chữ arginine vasopressin.
Nó được tổng hợp ở cái vùng các cái bởi cái thần kinh, các cái nhân thần kinh ở vùng nhân trên thị và nhân cành não thất, nhân trên thị và nhân cành não thất của vùng hạ đồi, được tổng hợp vùng hạ đồi và cái nó tổng hợp đó và cái nó sẽ theo các cái đường dẫn thần kinh nó đến cái thùy sau của tuyến yên để tồn trữ ở đó, tồn trữ và nó phóng thích các hormone, các hormone này để tồn trữ và từ đó nó có thể nó phóng thích vào máu. Thì hormone nó vào tuần hoàn bình thường, bình thường hormone cái arginine và vaccine đó vào tuần hoàn bình thường khi các nhân dưới đồi và đường dẫn truyền thần kinh của tuyến yên nó còn nguyên vẹn thì hormone nó được sản xuất và nó sẽ vào trong tuần hoàn bình thường. Thì như vậy tôi xin nhắc lại một số hormone ở thùy sau tuyến yên. Thứ nhất là cái arginine vasopressin, đây AVB hoặc là ADH, đây nó tác dụng, tác dụng là cái gì, chống lại niệu, cái tác dụng lên đóng lượng xa và ống góp để làm tăng tính thấm và tác thu nước, phải không, tác thu nước. Và chúng ta biết là cái lượng nước tiểu nguyên phát, lượng tiểu nguyên phát khi cái nước nó ra khỏi cái mà cầu thận đó và cái bao bao man của thận đó thì cái lượng nước tiểu đó nó ra đấy với cái lượng rất nhiều và nó được tái hấp thu lại để cuối cùng đấy, hấp thu lại để cuối cùng trong ngày người khỏe mạnh người ta chỉ thải ra ở khoảng là 1,2 đến 1,8 nước tiểu trong 24 giờ, phải không? Thì để có cái sự tác thu vậy là có cái sự, là cái tác dụng của vasopressin rất quan trọng ha, AVB. Đấy, cái tác dụng thứ nhì của vasopressin đó là khi liều cao nó có thể nó gây co mạch. Đấy, gây co mạch. Cái loại thứ nhì đấy, loại cái thứ nhì là cobaptin. Cobaptin. Đây đấy, cobaptin thì nó được sản xuất cùng với vasopressin ở tế bào dụng dưới đồi và được dẫn chuyển đến đầu tận cùng nằm ở thùy sau của tuyến yên. Đây, chút xíu nữa tôi sẽ nói là cái vai trò của cobaptin. Các cái tài liệu cũ thì chắc là các anh chị thấy là cũng không phải cũ lắm, gần đây đó thì các anh chị thấy là gần như người ta không có đề cập đến cobaptin. Đây, cobaptin thì đây là một cái tiền hormone được đề cập đến trong một đặc biệt là trong cái tiêu chí chẩn đoán đái tháo nhạc. Đấy, thì đây là có cái sự thay đổi và đây là một cái yếu tố cũng rất có giá trị để theo dõi tiên lượng một số bệnh, thí dụ như là đột quỵ não nha. Rồi cái loại thứ ba là oxytocin. Oxytocin nó có tác dụng là co cơ tử cung, nó co các tế bào và sợi cơ của ống tiết của tuyến vú. Đây là ba cái hormone tôi giới thiệu với các anh chị. Thì nhắc lại cái cái arginine vasopressin. Arginine vasopressin đây là cái hormone chính trong cái bài đái tháo nhạc. Thì tác dụng của cái arginine vasopressin là cái gì? Các yếu tố nó kích thích đây, các yếu tố nó kích thích tiết arginine vasopressin là yếu tố nào? Đây, thứ nhất là độ thẩm thấu của huyết tương. Đây là yếu tố quan trọng số 1 ha. Đối với cái việc kích thích tiết arginine vasopressin thì chúng ta biết cái thụ thể nhận cái cảm áp về lực thẩm thấu ha, nó ở cái vùng dưới đồi và nó rất nhạy với sự thay đổi với áp lực thẩm thấu của huyết tương. Trong đó là nồng độ natri là quan trọng nhất, phải không? Đây, cái chỗ này đây là cái rất nhạy và cái nồng độ cái độ cái áp cái mà độ thẩm thấu huyết tương đó trong đó là cái nồng độ natri thì chúng ta biết rồi, nó giữ vai trò rất quan trọng, phải không? Rồi chỉ thay đổi đây.
chỉ thay đổi 1% độ thẩm thấu huyết tương thì nó sẽ kích thích phóng thích arginine vasopressin, thay đổi 1% thôi, và nó tăng 1 mmol trên kilo nước. Và khi tăng 1 mmol trên 1 kg nước thì nó sẽ dẫn đến hậu quả là tăng tiết arginine vasopressin huyết tương từ 0,4 đến 0,8 microgram trên ml. Nè, thì chúng ta thấy chỉ cần tăng áp lực thẩm thấu huyết tương chút xíu thì nó sẽ kích thích tăng arginine vasopressin để làm cái gì? Để cái gì? Nó sẽ tăng giữ nước, không giữ nước để làm giảm lại áp lực thẩm thấu. Đây nè, chống lại niệu, phải không? Có tác dụng là giảm gấp để làm tăng tính thấm và hấp thu nước. Nên chúng ta thấy đây là cái tác dụng rất quan trọng. Cái gì nữa là cái lưu lượng máu động mạch. Đây, lưu lượng máu động mạch đây nó giảm, như là chảy máu hoặc là giảm kháng lực mạch máu, thì nó sẽ đưa đến một cái hậu quả là nó sẽ kích thích tăng tiết vasopressin nha, tăng tiết vasopressin để cái gì? Để giữ nước và duy trì lại cái lưu lượng tuần hoàn, góp phần duy trì lưu lượng tuần hoàn. Rồi kế tiếp nữa là các cái thụ thể áp lực. Các thụ thể áp lực cao ở động mạch chủ, xoang cảnh, thụ thể áp lực thấp ở nhĩ và hệ thống tĩnh mạch phổi. Đây, những cái thụ thể này khi có sự thay đổi thì nó sẽ tác động lên các thụ thể này và nó sẽ tác động lên cái việc tiết arginine vasopressin. Nhưng mà cái hệ thống cái lưu lượng máu động mạch này đó thì nó đố cái nó ít nhạy hơn so với cái hệ thống mà các cái receptor nha, mấy cái cảm thụ quan của đối với cái áp lực thẩm thấu mà tôi giới thiệu các anh chị ở phần trên. Rồi, những yếu tố kế tiếp nữa ảnh hưởng đến cái việc tiết arginine vasopressin gồm có: một là buồn nôn, là yếu tố kích thích arginine vasopressin mạnh ngay cả khi không có nôn hay giảm thể tích kèm theo, nên là chỉ buồn nôn thôi, kể cả là không có nôn hoặc là giảm thể tích kèm theo, thì nó cũng có thể nó làm tăng tiết arginine vasopressin từ 100 đến 1.000 lần so với mức cơ bản. Chúng ta thấy đây là cái mức rất cao. Cơ chế đó gây tăng arginine vasopressin thì nó cơ chế nó chưa rõ, và cái arginine vasopressin nó tăng cao nó gây co mạch thì nó làm cho mạch bệnh nhân tái nhợt đi khi buồn nôn và nôn. Hồi nãy cái cơ chế tác dụng thứ nhì của arginine vasopressin tôi nói các anh chị đó là co mạch. Cơ chế thứ nhất là gì? Đây là tác thu nước. Cơ chế thứ nhì co mạch, phải không? Khi nó tăng cao thì co mạch làm cho mạch bệnh nhân tái nhợt. Rồi những cái yếu tố khác như là hạ đường huyết, thiếu glucocorticoid, stress, hút thuốc lá cũng gây tăng tiết ADH và vasopressin, phải không? Đây các anh chị, cái bảng này chúng ta thấy đây, tôi giới thiệu đây là nồng độ vasopressin huyết tương tính bằng picogram trên ml đấy, và đây là ba yếu tố, cái đường biểu diễn ba yếu tố. Đây là cái độ thẩm thấu ha, độ thẩm thấu đấy, độ thẩm thấu, và đây là thể tích ha, cái thể tích tuần hoàn. Đây là cái áp lực ha, trong lòng mạch ha, áp lực trong lòng mạch. Thì chúng ta thấy đây, khi áp lực thẩm thấu trong máu nó tăng, để các anh chị thấy từ 10, 20, 30 khi nó tăng lên như vậy đó, thì đây thì nồng độ vasopressin nó sẽ tăng lên. Tăng lên để cái gì? Để nó giữ lại nước, phải không? Đây, giữ nước để pha loãng máu. Đấy, áp lực thẩm thấu tăng lên. Đây, còn cái bên đây là thể tích và áp lực, phải không? Trong lòng mạch. Đây, các anh chị thấy là trừ ha, trừ 10, trừ 20, trừ 30, nghĩa là nó giảm, thể tích là nó giảm như vậy đó. Thì vasopressin, nồng độ vasopressin trong huyết tương nó tăng lên. Khi thể tích nó giảm thì nồng độ vasopressin tăng lên. Để gì? Nó sẽ giữ nước, phải không? Rồi khi áp lực giảm thì nồng độ vasopressin nó cũng tăng lên. Đấy.
Như vậy thì đối với ba yếu tố chính là chúng ta thấy là cái gì? Áp lực thẩm thấu tăng và rồi xiền tăng. Lưu lượng tuần hoàn giảm và rồi xiền tăng. Áp lực tuần hoàn giảm và rồi xiền tăng. Đào tạo. Rồi, kế tiếp là những loại thuốc nó kích thích tiết arginine và vasopressin. Đây, một loạt những loại thuốc tôi ghi các anh chị đây nè. Acetylcholine, thuốc gây mê, angiotensin 2, barbiturate, alpha adrenergic, cái loại thuốc là kích thích alpha. Và rồi carbamazepine và cái oxycarbazepine, clopidogrel, lorazepine, cyclophosphamide, ecstasy thì chúng ta biết rồi, thuốc ức chế tác thu serotonin, rồi clozapine, metoclopramide, morphine, thuốc ngủ, nicotine, oxytocin, phenothiazine, prostaglandin hai, thuốc chống trầm cảm, chống trầm cảm, vincristine và histamine. Đây là những cái loại thuốc này khi dùng nó sẽ kích thích tăng tiết và vasopressin. Và những loại thuốc nó ức chế tiết và vasopressin chúng ta thấy là rượu là cái thuốc đồng vận với cái alpha adrenergic, rồi cái peptide lợi niệu ha, cái rồi phenytoin ha, là những cái chất này đó hoặc là những loại thuốc này nó ức chế tiết arginine và vasopressin. Rồi tác động của vasopressin lên thận. Đây, cái này tôi nhắc lại sinh lý chút. Vasopressin nó có tác động gì? Cô đặc nước tiểu do tái hấp thu nước ở đoạn xa của ống góp. Đấy, cô đặc nước tiểu. Và như vậy, tái hấp thu nước thì nó giữ lại được. Không? Những cái trường hợp bị tăng áp lực thẩm thấu do cô đặc máu, do tăng các cái chất pha loãng, ví dụ như tăng natri. Không? Thì chắc chắn là nó sẽ cái việc giữ lại nước đó nó sẽ làm pha loãng máu nha, pha loãng máu để làm giảm áp lực thẩm thấu. Đây. Rồi arginine và vasopressin có tác động qua trung gian thụ thể V2 gắn cặp với VOTG và phức hợp này phát tín hiệu cho sự chuyển vị trí các kênh aquaporin 2 đến vùng mõm của tế bào chính trong ống góp ha. Và cái ra răng đó cái sự trên áp lực thẩm thấu và nước chảy tự do áp lực thẩm thấu từ ống thận tới tự thận và từ đó nó độ cô đặc nó cao hơn. Thì cái này thì các anh chị đọc lại trong cái phần mà cái cơ chế tác động và hình thành nước tiểu ở thận đó thì người ta nó có giải thích mấy cái cơ chế này. Rồi cái đái tháo nhạt nó xuất hiện đó khi cái nồng độ arginine và vasopressin nó giảm từ 80% trở lên. Đấy, giảm 80% trở lên. Dạ alo, Alo. dạ thầy ơi, cho em xin nói chút xíu thầy. Tại Ừ. vì cái lớp của Kiên Giang với Cần Thơ là trên 100 người lận thầy, thành ra có một link là học không có đủ. Rồi, Em sẽ gửi cho thầy. Dạ, em sẽ gửi thêm cho thầy một cái link nữa, thầy đăng nhập dùng hai link giùm em được không thầy? được, gửi đi em. Dạ, em sẽ gửi ngay trên màn trên tin nhắn luôn đó thầy. Ừ.
Dạ alo. Dạ cái tin nhắn Alo. của trong cái Meet luôn thầy ơi, em cái phần tin nhắn của trong trong trình chiếu luôn thầy. Chưa thấy nè, chỉ có một cái thôi à. Để tôi tìm coi. Dạ thầy thầy quay trở lại chỗ trình chiếu hồi nãy thầy. Cái tin nhắn trong trong trình chiếu luôn thầy. Có hả? Dạ. Rồi nó mất của cái link thứ nhì rồi. Alo, dạ em mới mới nhắn lên đó thầy, thầy nhấp vô đó một cái là được rồi thầy. Chút rạc chút xíu xin lỗi nha. Chắc là thầy không biết cái đường vô á, lên đây, tại vì thấy thầy á, không có vô cái tab của cái meet trước á, nên thầy không có thấy cái khung hợp chat nên không thấy cái link đâu. Cái này cũng biết sao nữa, cái mail của thầy em gửi cái mail trường cho thầy không nhận nha. Thầy vô cái tab của cái meet hồi nãy đó thầy, cái link trước mình dạy trong cái khung hợp chat nó có cái đường link của bạn Vũ Linh mới gửi lên thầy. Dạ thầy tắt mic là nói không nghe thầy. Gửi qua mail trường hả? Trong cái khung họp chat của cái mic hồi nãy đó thầy, là thầy đang trình chiếu là cũng có cái link đó thầy. Thầy vô khung họp chat là có đó thầy. Hồi nãy có gửi có cái không thấy cái.
Alo, dạ có mới hiện cái link lên đó thầy. Thầy chọn vô cái nút Ờ chấm chấm xanh xanh phía dưới á. Dạ, đúng rồi đó thầy, chỗ đó thầy. Alo. Alo, Dạ. alo. Dạ vậy là được Nghe rồi không? thầy. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Dạ, bây giờ thầy chia Bây giờ sẻ thầy hai chia sẻ bên hai luôn là bên được luôn không là thầy? được. Rồi rồi rồi, Ok, ok, nghe nghe mà nghe nghe rồi rồi phải phải không? không? Ok. Ok. Rồi, Rồi, tôi tôi giới giới thiệu thiệu tiếp tiếp đến đến cái cái Cô Pin. Đây. Thì chúng ta biết đó là vasopressin. Vasopressin được nói nhiều. Đấy, thì vasopressin trong huyết tương đó nó không bền vững và nó dễ phân hủy trong tuần hoàn, thời gian bán hủy ngắn và cái việc định lượng là khó. Mặc dù chúng ta biết là cái việc định lượng vasopressin gần như là gần như là tiêu chuẩn vàng ha, trong chẩn đoán ha, trong chẩn đoán đặc biệt là cái đo thân nhiệt trung ương, nhưng cái việc định lượng rất khó khăn đấy, do thời gian. À, nó dễ phân hủy trong tuần hoàn, thời gian bán hủy ngắn, xác định khó. Thì cobeptin là như nãy tôi nói là nó được tiết cùng với vasopressin, vasopressin đấy, và nó bền vững trong huyết thanh và trong đây bền vững trong huyết thanh và huyết tương đó khoảng là 7 ngày đấy. Thì chúng ta thấy đây cái đặc điểm của nó là bền vững trong 7 ngày và cái định lượng cobeptin nó đơn giản hơn đấy, đơn giản hơn vasopressin. Thì định lượng bằng cái gì? Định lượng bằng cái xét nghiệm miễn dịch enzyme nè, cái do đó đó đơn giản hơn, và do đó gần đây người ta đã đề nghị là đây là cái phương pháp thay thế cho cái việc định lượng vasopressin ha, vì cái nồng độ của vasopressin và cobeptin nó cũng giống nhau hay giống nhau, và cái việc nó ổn định hơn, định lượng dễ dàng hơn. Thì đối với đái tháo nhạc ha, thì cái cobeptin được đề nghị là cái phương pháp định lượng thay thế cho vasopressin ha. Đương nhiên thì các anh chị thấy một số cái bệnh khác, thí dụ như là tai biến mô não hoặc số bệnh, thì người ta cũng có định lượng cobeptin để người ta tiên lượng ha, tiên lượng, cái đó là lĩnh vực khác. Còn với chúng ta đó là đối với cái đái tháo nhạc thì đây là có cái sự bổ sung ha, đây là định lượng cobeptin để chẩn đoán, và giá trị bình thường của cobeptin đây là dưới 0,65 nanogram trên ml. Đây, rồi quay lại cơ chế bệnh sinh của đái tháo nhạc, thì như tôi nói nãy thiếu đây, thứ nhất là đái tháo nhạc trung ương. Vâng, đái tháo nhạc trung ương. Thì đái tháo nhạc trung ương, đây tôi ghi trong này nè các anh chị ha, cái định nghĩa đã cái nó viết tắt là chữ CDI đó, CDI, và cái mã ICD-10 đó
là E23.2 thì cái việc mà thiếu vasopressin hoàn toàn đây hay không hoàn toàn do phá hủy các cái tế bào nó tiết cái vasopressin đó ADH của thủy sao tuyến yên đây thì nó dẫn đến hậu quả là thiếu vasopressin, mặc dù cái việc đáp ứng của thận đối với vasopressin là bình thường đấy. Thì chúng ta gọi là đái tháo nhạc trung ương, đái tháo nhạc trung ương thì đây là nhóm nguyên nhân chính của đái tháo nhạc nha. Đấy. Đây rồi đái tháo nhạc trung ương toàn phần là do mất khả năng hoàn toàn về tổng hợp và phóng thích vasopressin, thì lúc đó chúng ta gọi là đái tháo nhạc trung ương hoàn toàn. Đái tháo nhạc trung ương không hoàn toàn khi nồng độ vasopressin ADH đó, nó chỉ tăng dưới mức tối đa khi kích thích. Đấy. Tăng dưới mức tối đa khi kích thích thì lúc đó chúng ta gọi là đái tháo nhạc trung ương không hoàn toàn. Các cái nguyên nhân ha, nguyên nhân thứ nhất á là cái nhóm là vô căn. Đây là do một á, là các bất thường do di truyền của gen vasopressin trên nhiễm sắc thể. Đây thì đây là di truyền. Rồi nhiều trường hợp nguyên nhân không rõ ràng, không tìm được nguyên nhân. Hoặc là cái thứ ba nó là hội chứng Wolfram. Đây. Đây, hội chứng Wolfram. Đây. Rồi cái thứ phát là chấn thương đầu, đặc biệt là chấn thương làm gãy xương nền sọ. Nên các anh chị biết là gần cái chỗ hố yên, phải không? Gãy xương nền sọ. Rồi phẫu thuật tuyến yên nguyên phẫu thuật u tuyến yên nguyên phát hoặc là di căn. Các cái u tuyến yên nguyên phát hoặc là di căn từ chỗ khác tới nó gây tổn thương tuyến yên. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên. Đấy, có một số bệnh của tuyến yên, ví dụ số adenom nha, adenom của tuyến yên người ta phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ để điều trị, và cái phẫu thuật cắt bỏ vậy là nó mất luôn khả năng tiết hormone, trong đó có vasopressin. Rồi sarcoidosis đây, histiocytosis đây là những cái bệnh nha, những cái bệnh mà hiếm gặp thì nó cũng có thể nó gây tổn thương của tuyến yên. Rồi viêm não, viêm màng não lao nè, nó có thể gây tổn thương tuyến yên. Rồi tổn thương mạch máu như là phình mạch hoặc là huyết khối nè, và cuối cùng là thai nghén. Đây là những cái trường hợp nó gây ra cái đái tháo nhạc trung ương. Cái nhóm kế nên là đái tháo nhạc do thận. Đây đái tháo nhạc do thận đó là do thận là do giảm nhảy nhạy của thận đây dưới tác dụng của cái acetylene vasopressin, mặc dù cái nồng độ acetylene vasopressin ở mức bình thường đây, mặc dù cái nồng độ nó ở bình thường nhưng mà nó tác động kém đi do giảm nhạy ở ống thận và thường xảy ra ở ống gấp. Thì đái tháo nhạc do thận hoàn toàn thì là không đáp ứng hoàn toàn với vasopressin ngay cả liều dược lý liều cao, và đái tháo nhạc không hoàn toàn khi tăng nồng độ cái vasopressin lưu hành đó thì nó sẽ gây đáp ứng của ống thận dưới mức tối đa. Không, khi chúng ta tăng liều nó lên đó thì nó vẫn đáp ứng nhưng mà đáp ứng ở cái mức dưới cái mức tối đa của ống thận, thì lúc đó chúng ta gọi là cái đái tháo nhạc do thận không hoàn toàn. Và nguyên nhân của đái tháo nhạc do thận đó thì chúng ta xem coi, một á, là di truyền, hai là không rõ căn nguyên, ba do các bệnh lý của thận, rồi do chuyển hóa như là tăng canxi, giảm kali máu, hoặc là do thuốc ví dụ như là lithium ha, demicloxyclin hoặc là methoxyproguanil, đây là những cái loại thuốc có thể gây ra đái tháo nhạc có thận, mà đặc biệt là lithium chúng ta nghe thường. Rồi uống nhiều nguyên phát thứ nhất là đái tháo nhạc do ham uống này, chúng ta thấy đó là cái mức thẩm thấu để kích thích cái acetylene vasopressin đó
nó bình thường, nhưng mà cái mức mà nó thẩm thấu nó gây khác thì nó thấp hơn. Đây, nghĩa là áp lực thẩm thấu thay vì bình thường tới cái mức này nó mới có thể nó kích thích trung tâm khác và nó gây khác. Đây, nhưng mà chúng ta biết đó, bây giờ cái mức thẩm thấu nó thấp hơn thì bệnh do đó đó khi với cái áp lực thẩm thấu như bình thường như vậy đó thì nó sẽ kích thích trung tâm khác, nó làm cho bệnh nhân khát nước và nó uống nước nhiều hơn, và đương nhiên uống nước nhiều thì sẽ đi tiểu nhiều, phải không? Đây, mặc dù cái mức thẩm thấu để kích thích tiết adrenaline vasopressin nó bình thường, phải không? Nhưng mà cái mức thẩm thấu để nó gây ra, để nó kích thích, nó gây ra khát cho bệnh nhân á thì thấp hơn, và bệnh nhân sẽ với cái mức gì đó là nó sẽ kích thích bệnh nhân uống nước nhiều hơn, dẫn đến hậu quả là uống nước nhiều dẫn đến đi tiểu nhiều, phải không? Và cái nguyên nhân của cái loại đa tham nhạc này đó là do tổn thương hạ đồi nha, như là do sarcoidosis, rồi uống nhiều do tâm lý, bệnh nhân uống nước nhiều do những rối loạn về tâm lý hay là những bệnh tâm thần. Đây, thì ngưỡng khát của bệnh nhân là bình thường nha. Ngưỡng khát của bệnh nhân là bình thường, nhưng do tâm lý người ta phải uống nhiều. Rồi đái tháo nhạc xuất hiện lúc có thai là xuất hiện thoáng qua lúc có thai do sự tăng thoái biến arginine vasopressin ở nhau thai, bệnh có thể bệnh có thể kết hợp với gan thoái hóa mỡ và tiền sản giật lúc có thai. Rồi bây giờ biểu hiện lâm sàng, ba cái triệu chứng điển hình của đái tháo nhạc: một là tiểu nhiều, hai là khát nước và uống nước nhiều, ba là giảm khả năng cô đặc của nước tiểu. Ba nhóm triệu chứng chính. Thì tiểu nhiều, nước tiểu từ 5 đến 25 lít trên ngày, phải không? Chúng ta đang khỏe mạnh bình thường như thế này là không có cái chuyện là tiểu 5 lít trên 20, trên ngày. Kể cả chỉ cái này nó có thể nó xuất hiện ở các anh chị mà uống quá nhiều bia ha. Đi tiếp khách uống quá nhiều đó thì nó có thể nó dẫn đến hậu quả là tiểu nhiều hơn 2 lít nước tiểu trên 24 giờ, phải không? Được ngày. Và cái tiểu nhiều như vậy là mất nước và bệnh nhân uống nước nhiều đấy, và cái tiểu đêm hầu như nó luôn luôn xảy ra. Rồi thận, thận nó ứ nước, lượng nước tiểu quá nhiều, giãn bàng quang. Rồi bệnh nhân thì thích uống nước lạnh, thích uống nước lạnh. Cái bệnh nhân có mất nước và giảm thể tích tuần hoàn xảy ra khi không được bù nước liên tục. Đây là vấn đề khó khăn đấy các anh chị. 4-5 lít chứ còn 4-5 lít thì còn dễ, chứ mất hàng chục lít thì rất khó. Tôi có bệnh nhân thân nhân của một bác sĩ lúc trước nhờ tôi khám, thì cô này lúc trước khi điều trị đó có tia tiểu một ngày có khoảng là gần chục lít, nên uống nước không kịp luôn. Đây, nước không kịp thì chúng ta thấy là đi tiểu rất nhiều. Rồi cái tiếp nữa, cái đái tháo nhạc ở trung ương đó thì chúng ta thấy là có thể cái triệu chứng nó có thể là âm thầm, có thể triệu chứng âm thầm hoặc là đột ngột. Cái triệu chứng quan trọng nhất đối với đái tháo nhạc trung ương đó là khát nước và tiểu nhiều. Và đái tháo nhạc trung ương thứ phát thì nó có thể nó có cái triệu chứng bên cạnh cái triệu chứng là khát nước và tiểu nhiều điển hình của đái tháo nhạc đó, thì nó còn có thể nó có cái dấu hiệu tổn thương, tổn thương do các cái bệnh nó gây ra. Cái tổn thương liên quan. Rồi khám bệnh nhân đái tháo nhạc thì trước tiên chúng ta hỏi cái gì? Chúng ta sẽ hỏi tiền sử chấn thương vùng đầu hay phẫu thuật vùng đầu. Đây là vấn đề rất quan trọng. Nãy các anh chị thấy là trong cái nhóm nguyên nhân tôi giới thiệu các anh chị đái tháo nhạc thứ phát đấy, thì rất nhiều cái nhóm nguyên nhân có thể là do chấn thương hoặc là do những bệnh nó xuất hiện vùng đầu của bệnh nhân. Để rồi hỏi về tiền sử mắc bệnh đái tháo đường có hay không, bệnh thận
Và chúng ta khám lâm sàng, chúng ta tìm dấu hiệu mất nước và hoặc là có tam lực thẩm thấu. Đây là cái dấu hiệu rất quan trọng. Và xác định lượng nước tiểu 24 giờ. Đây, xác định lượng nước tiểu 24 giờ. Đây là việc nó rất quan trọng anh chị. Chúng ta phải cố gắng xác định được. Đây là cái cận lâm sàng. Bây giờ cận lâm sàng thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ xét nghiệm bun, creatinine máu, xét nghiệm được glucose máu, điện giải đồ và tổng phân tích nước tiểu, ha, tổng phân tích nước tiểu lấy nước tiểu 24 giờ để xét nghiệm. Rồi đây bây giờ để giúp cho chẩn đoán, ha, chẩn đoán cái bệnh đa điệu nhạc thì chúng ta làm gì? Như nãy tôi nói các anh chị đó, xét nghiệm nước tiểu 24 giờ nó có thể, xét nghiệm nước tiểu nó có thể nó cho chúng ta cái kết quả là cái áp lực thẩm thấu trong nước tiểu nó giảm, ha, giảm thấp. Thì áp lực thẩm thấu trong nước tiểu đó, đây nó là gì? Là biểu thị các cái chất hòa tan trong nước tiểu như là natri, clo, kali, ure hoặc là kể cả gluco. Nếu bệnh nhân này có xuất hiện glico trong nước tiểu thì glico nó cũng góp phần tạo nên áp lực thẩm thấu trong nước tiểu. Đây. Này. Thì đây là biểu thị các cái chất hòa tan này trong nước tiểu trên một cái đơn vị thể tích nước tiểu. Và người ta đo bằng cái gì? Một là người ta đo bằng thẩm thấu kế, nha, thẩm thấu kế thường nó tính là cái đơn vị là millosmol trên kg, hoặc tính bằng cái công thức, nha, ước lượng bằng cái công thức áp lực thẩm thấu nước tiểu. Thế là tính trong đó là natri, kali, ure tính bằng millimol trên lít. Đây nó là tổng nồng độ của ba chất này trong nước tiểu. Thì áp lực cái áp lực thẩm thấu nước tiểu giảm và cái tỷ trọng nước tiểu giảm. Tỷ trọng nước tiểu các anh chị nhìn trong cái kết quả nước tiểu các anh chị thấy có cái chữ SC đấy, ha, specific gravity. Đây. Rồi để chẩn đoán, ha, để chẩn đoán cái đái tháo nhạc đó thì người ta có những cái nghiệm pháp, đây, nghiệm pháp và đến giờ này là rất quan trọng, ha, vẫn còn rất quan trọng đó. Thứ nhất là cái nghiệm pháp nhịn nước là không cho bệnh nhân uống nước, phải không? Đây thì trong nhiều thập kỷ đó cái test này là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán đái tháo nhạc. Đây, đái tháo nhạc cái chỉ định là gì? Dùng để chẩn đoán và phân biệt đái tháo nhạc. Đây. Thì cái test này là gì? Chúng ta không cho bệnh nhân uống nước, phải không? Không cho bệnh nhân uống nước thì trong khi đó đó không uống nước, nước không được đưa vào cơ thể đó thì nước nó vẫn mất ra khỏi cơ thể qua đường tiểu. Đấy, bệnh nhân đi tiểu nhiều, đương nhiên là có thể mất qua mồ hôi, mất qua hơi thở, mất qua phân, cái số đó thì ít nhưng mà mất qua nước tiểu do bệnh nhân đi tiểu rất nhiều, ha, rất nhiều. Và bình thường nếu mà chúng ta đi tiểu nhiều như vậy, phải không? Đi tiểu nhiều này, cái người bình thường đó đi tiểu nhiều như vậy thì chắc chắn là sẽ cái giảm lưu lượng tương quan, ha, cái áp lực thẩm thấu trong máu nó tăng lên, đấy, tăng lên và nó sẽ kích thích, ha, kích thích tăng tiết vasopressin để gì? Để giữ nước lại. Nhưng mà với bệnh nhân bị đa điều nhạc thì nó không tăng tiết được, phải không? Bệnh nhân vẫn tiểu nhiều. Đấy. Thì đấy là cái cơ chế của nó. Rồi chống chỉ định khi có bệnh cấp tính nặng, đặc biệt là rối loạn điện giải, chúng ta bắt bệnh nhân nhịn nước thì tình trạng bệnh nhân chắc chắn sẽ nặng hơn. Sốt cũng vậy, suy tim cấp, suy thận cấp thì đây là những cái trường hợp không chỉ định. Đấy. Test này phải thực hiện trong bệnh viện, bệnh nhân phải được theo dõi chặt chẽ. Nên nó có những cái nguy hiểm của nó. Nguyên tắc thì nhịn nước làm giảm lượng nước tự do, giảm lưu lượng nội mạch và tăng độ thẩm thấu của huyết tương, phải không? Tăng độ thẩm thấu huyết tương thì bình thường tăng độ thẩm thấu huyết tương thì nó sẽ dẫn đến hậu quả là tăng tiết vasopressin NADH và nó đưa đến hậu quả là kích thích vasopressin 2 receptor ống thận và nó sẽ đưa đến hậu quả là tái hấp thu, tăng tác thu nước, phải không? Và tăng tác thu nước là vậy đó thì nó sẽ và tăng nó sẽ dẫn đến hậu quả là cái gì?
tăng độ thẩm thấu của nước tiểu. Không? Nước tiểu bị cô đặc, đấy là bình thường. Không? Đấy, nước tiểu bị cô đặc. Đấy. Và hiện tượng này không xảy ra trên bệnh nhân đái tháo đường trung ương do không thể tăng tiết vasopressin. Và với đái tháo đường do thận á, do giảm tác dụng của ADH cũng vậy, phải không? Đấy. Thì đây là một cái test rất quan trọng để giúp chẩn đoán đái tháo đường. Thì chúng ta chuẩn bị bệnh nhân như thế nào? Test được thực hiện trong bệnh viện bắt đầu lúc 7 giờ. Trước đó bệnh nhân được ăn sáng nhẹ, không dùng cà phê. Bệnh nhân được đặt một đường lấy máu tĩnh mạch. Đây, độ thẩm thấu huyết tương, nước tiểu, natri máu phải được xét nghiệm trước khi bắt đầu. Đây, bệnh nhân nhịn nước và thức ăn. Đây, chúng ta đo trọng lượng cơ thể, mạch huyết áp, nước tiểu mỗi giờ. Đây, mạch, trọng lượng cơ thể, mạch huyết áp, lượng nước tiểu mỗi giờ. Đây là cái việc rất quan trọng anh chị. Đo natri huyết tương và đo độ thẩm thấu huyết tương mỗi 2 giờ. Theo dõi chặt chẽ sự khát nước của bệnh nhân cho đến khi đủ tiêu chuẩn ngưng nghiệm pháp hay đủ 12 giờ. Đấy. Chút xíu tôi nói cái tiêu chuẩn ngưng nghiệm pháp hoặc là đủ tới 12 giờ thì ngưng. Khi ngưng nghiệm pháp á, thì phải xét nghiệm lại độ thẩm thấu của huyết tương và nước tiểu rồi natri huyết tương bắt buộc xét nghiệm lại. Đây. Sau khi ngưng nghiệm pháp á, thì có thể là cho 10 mg minirin desmopressin đây là vasopressin tổng hợp à, qua đường mũi và sau đó đo độ thẩm thấu nước tiểu sau 2 giờ nè, hoặc là chúng ta cho 40 mg tiêm dưới da vasopressin hoặc là tiêm tĩnh mạch và chúng ta đo độ thẩm thấu nước tiểu phút 30, 60, 120 để chúng ta xem coi cái đáp ứng. Đấy, đáp ứng sau khi chúng ta cho vasopressin tổng hợp nó như thế nào. Ê, kế tiếp là cái tiêu chí này tôi mới nói là cái ngưng nghiệm pháp hoặc khi nó đủ tiêu chuẩn để ngưng nghiệm pháp hoặc là đến 12 giờ đấy, thì lúc đó bắt buộc phải ngừng. Thì cái tiêu chuẩn để chúng ta ngưng nghiệm pháp, một là trọng lượng cơ thể giảm quá 5% so với ban đầu, nghĩa là bệnh nhân mất nước nhiều do mất nước, đây giảm cân do mất nước. Đây cái tiêu chuẩn này có một số quốc gia họ cho khác nha các anh chị, đây con số quốc gia châu Âu họ cho cái tỷ lệ khác 4%, thậm chí 3% so ban đầu. Thì giảm cái này là do mất nước rồi, bệnh nhân đi tiểu nhiều mà không uống nước là được. Thứ nhì là tụt huyết áp nặng do mất nước, giảm lượng tuần hoàn rồi, hoặc là bệnh nhân không thể chịu được khát. Đấy, chúng ta phải ngừng đấy. Hoặc là độ thẩm thấu nước tiểu nó tăng hay dưới 30 millimol trên kg trên giờ trong 3 giờ ha, là nó tăng rất thấp thì vậy là có thể chẩn đoán. Hoặc là natri huyết tương, độ thẩm thấu huyết tương cao không? Rồi hoặc là độ thẩm thấu nước tiểu tăng lên trên 800 mmol trên cái trên kg, vậy là nó đã là bình thường rồi, thôi không theo dõi tiếp nữa. Nó tăng vậy là chứng tỏ là nó bình thường, hoặc là nó tăng thấp như vậy bệnh nó rõ rồi thì không theo dõi tiếp luôn. Rồi đánh giá cái kết quả trước khi dùng kết quả đánh giá kết quả trước khi dùng Minirin, độ thẩm thấu nước tiểu khi nó lên trên 800 mmol trên kilo và trọng lượng tỷ trọng nó tăng trên 1.002, không có sự thay đổi sau khi dùng Minirin, đây là bình thường. Đây là bình thường. Không, khi mà chúng ta cho bệnh nhân nhịn nước, độ thẩm thấu nước tiểu nó vượt lên tới 800. Ok. Đây là bình thường đó. Và sau khi tiêm Minirin vô nó cũng không thay đổi bao nhiêu vì cái vasopressin nó đã tiết ra gần như bình thường, bây giờ thêm vô thì nó cũng không có tăng lên được nhiều, thì đây là chúng ta kết luận là bình thường. Rồi thứ nhì là không thể cô đạt được cái áp lực thẩm thấu nước tiểu nhiều hơn huyết tương, rồi độ thẩm thấu nước tiểu trên độ thẩm thấu huyết tương dưới một lúc kết thúc nhịn nước
chúng ta kết luận là đa đều nha, không? Rồi cái độ thẩm thấu nước tiểu tăng lên không hoàn toàn đến 750 mmol trên lít thì chúng ta có thể kết hợp kết luận là có thể là đa đều nhạt hoặc uống nhiều vào thần kinh. Rồi sau khi dùng Minirin á thì đối với đa niệu nhạt hoàn toàn á thì độ thẩm thấu nước tiểu nó tăng lên, không? Đây thì đa thâm nhạc trung ương và độ thẩm thấu nước tiểu nó tăng dưới 10%. Đấy, đến 10% thì đa thâm nhạc cho thận. Đây, rồi đa thâm nhạc không hoàn toàn hoặc uống nhiều do tâm lý thì độ nước tiểu độ thẩm thấu nước tiểu nó tăng trên năm từ 50% trở lên là đa thâm nhạc trung ương một phần, và dưới 10% từ 10% trở xuống là đa thâm nhạc một phần do thận. Thì đấy là kết quả sau khi thực hiện cái test Minirin. Rồi chúng ta lưu ý khi làm cái test nhịn nước là bệnh nhân không nhịn được nước đầy đủ trong thời gian thực hiện test thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Đây là vấn đề quan trọng lắm đó các anh chị. Và khi nghi ngờ khát nước nhiều do tâm thần thì cần quan sát bệnh nhân kỹ để tránh bệnh nhân lén uống nước. Khi tôi ở nước ngoài thực hiện cái test này và tôi hỏi bệnh nhân á thì bệnh nhân nó khó chịu, rất khó chịu ha, rất khó chịu, thì bệnh nhân nói tại trong phòng không có nước, chứ để trong phòng có nước là có thể là người ta uống liền nha. Đây chúng ta thấy cái kết quả test nhịn nước đây nè, là thời gian nhịn nước và cái độ thẩm thấu của nước tiểu, phải không? Độ thẩm thấu của nước tiểu thì chúng ta thấy cái đường đậm này, đậm này, đây thời gian đó nhịn nước càng lâu, phao càng lâu thì cái đây độ thẩm thấu nước tiểu đây thì độ thẩm thấu nước tiểu nó sẽ tăng dần lên, phao mất nước thì nó sẽ tăng tiết ADH nha, mất nước sẽ tăng tiết vasopressin, và bệnh nhân đi tiểu nhiều mất nước tăng tiết vasopressin, và nồng độ vasopressin nó tăng cao nó sẽ kích thích tăng táp thu, tăng táp thu nước lại và nó làm nước tiểu cô đặc thì áp lực thẩm thấu nước tiểu nó tăng lên, phòng rồi đái tháo nhạc trung ương một phần khi nhịn nước, phòng nhịn nước sẽ kích thích tăng tiết vasopressin, phòng thì nó sẽ tăng tiết được một ít, phòng nhưng mà không đạt được cái mức bình thường thì nó cũng sẽ làm tăng được thẩm thấu nước tiểu. Rồi cái đái tiểu nhiều nguyên phát ha, đái tiểu nhiều nguyên phát thì các anh chị thấy là tiểu nhiều này đó là do người ta uống nước nhiều, và khi uống nước nhiều đó thì nó sẽ pha loãng máu, phải không? Làm giảm áp lực thẩm thấu huyết tương và tăng thải nước qua đường tiểu, và do cái áp lực thẩm thấu huyết tương nó thấp thì áp lực thẩm thấu nước tiểu nó thấp luôn, phải không? Khi nhịn nước á thì bệnh nhân sẽ thải nước dần ra, phải không? Thải nước dần ra và thải nước ra và cái gì áp lực thẩm thấu nó sẽ tăng lên, phải không? Áp lực cái lưu lượng tuần hoàn nó giảm, áp lực thẩm thấu tăng lên và nó sẽ kích thích tăng tiết vasopressin, và tăng tiết vasopressin thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tăng lại cô đặc nước tiểu, nó làm áp lực thẩm thấu nước tiểu nó tăng lên ha, tăng lên. Đây rồi cái đường đây là đái tháo đường này nè, cái đường mà cái đường mà có ngắt quãng nè là áp lực là cái đái tháo nhạc trung ương hoàn toàn, nghĩa là mất hoàn toàn khả năng tiết vasopressin. Thì chúng ta thấy đó khi bình thường thì bệnh nhân đi tiểu rất nhiều, mất nước nhiều ha, mất nước nhiều và nước tiểu nó bị pha loãng ha, nước tiểu nó bị pha loãng, và bây giờ nhịn nước, không nhịn nước không uống nước thì lưu lượng tuần hoàn nó giảm, không đấy, đấy. Nhưng mà đáng lẽ lưu lượng tuần hoàn nó giảm, áp lực thẩm thấu đó, thì nó phải là cái gì, nó tăng tiết vasopressin, tăng tiết vasopressin để nó tăng giữ nước, phải không? Nó tăng giữ nước, đằng này nó đã tổn thương, nó tổn thương nó không thể tăng tiết vasopressin Vasopressin được, được. do Do đó đó đó, đó bệnh nhân vẫn đi tiểu nhiều và nước tiểu vẫn là loãng ha,
không có đặng tiểu, nước tiểu pha lọc, và áp lực thẩm thấu của cái độ thẩm thấu của nước tiểu vẫn thấp mặc dầu bệnh nhân nhìn được. Và khi chúng ta cho menarini, desmopressin cho vào thì nó sẽ tác dụng cái gì? Tác dụng là cái tăng tác thu, phải không? Tăng tăng tác thu nước, phải không? Tăng cô đặng nước tiểu và áp lực thẩm thấu nước tiểu nó sẽ tăng lên, phải không? Đấy, áp lực thẩm thấu nước tiểu nó tăng lên. Và cái cuối cùng là đái tháo nhạc do thận, sau đái tháo nhạc do thận bình thường đấy là nó đã đáp ứng hoặc là không đáp ứng với ADH vasopressin rồi đấy, bệnh nhân đi tiểu nhiều. Và khi chúng ta cho minerin vasopressin đó tổng hợp thì nó cũng không có tăng lên được, thì cái cuối cùng này là đái tháo nhạc do thận. Đấy, cái đường biểu diễn của đây năm loại, một là bình thường ha, năm trường hợp bình thường, bốn trường hợp còn lại là có tiểu nhiều do đái tháo nhạc hoặc là uống nhiều nguyên phát. Rõ không các chị? Rõ không các chị? Dạ được thôi. Rồi, cảm ơn. Tiếp theo, cái nghiệm pháp truyền mũi ưu trương. Đây, nghiệm pháp truyền mũi ưu trương thì đây là một cái test kích thích tiết ADH, nó giúp phân biệt đái tháo nhạc không hoàn toàn, uống nhiều nguyên phát, và chỉ định của khi là test nhịn nước không thể chẩn đoán được cái thể bệnh của đái tháo nhạc. Thì cái test truyền natri clo ưu trương và định lượng cobeptin trước và sau truyền có độ tin cậy 95% so với nghiệm pháp nhịn nước, và do cái thời gian nó thực hiện là ngắn hơn đấy, ngắn hơn. Các chị biết là hai cái này nè, một á, cái độ tin cậy cao vì cái cobeptin định lượng nó chắc chắn hơn, dễ hơn và chắc chắn hơn, do đó cái độ tin cậy cao lắm, và cái thời gian thực hiện thì nó ngắn ha. Do đó ra cái test này bây giờ nó được khuyến cáo nhiều hơn. Trước đây thì cái test nhịn nước là quan trọng đấy, bây giờ thì cái test truyền nghiệm pháp truyền mũi ưu trương đây là nó có giá trị ha, có giá trị hơn. Rồi, thậm chí cái tài liệu mới về cái đái tháo nhạc năm 2021 của tôi có đấy, ở nước ngoài đây, thì họ viết cái test nhịn nước bây giờ đó, họ viết cái test nhịn nước nó ít hơn nha, ít nhân mạnh hơn bằng cái test truyền mũi ưu trương và định lượng cobeptin nha, cobeptin. Thì phương pháp là chúng ta truyền mũi ưu trương 3,5 cái 3% đây 0,1 ml trên kg trọng lượng cơ thể trên phút trong thời gian 1 đến 2 giờ, và làm như vậy thì nó sẽ làm cái tăng áp lực thẩm thấu, phải không? Tăng cái nồng độ natri lên mà đấy. Và như vậy thì chúng ta biết ở với nếu mà với những người bình thường thì nó sẽ tăng tiết vasopressin, và đương nhiên tăng tiết vasopressin thì cũng sẽ là tăng tiết cobeptin đồng thời, phải không? Hai cái cobeptin là nó được phóng thích ha, với cái nồng độ tương đương với vasopressin. Và chúng ta đo cobeptin trước và sau truyền natri clo ưu trương. Kết quả với bệnh nhân đái tháo nhạc trung ương thì cái vasopressin không tăng hoặc tăng nhẹ khi có tăng áp lực thẩm thấu. Cái này là chúng ta định lượng cái vasopressin này các anh chị. Và đối với đái tháo nhạc do thận và uống nhiều nguyên phát thì vasopressin nó tăng khi có tăng áp lực thẩm thấu. Đây. Và đây cái phân tích cái kết quả test truyền mũi ưu trương. Tôi phân tích là một là đái tháo nhạc trung ương, đái tháo nhạc do thận uống nhiều nguyên phát và trong đó là có cobeptin ha, cobeptin nguyên thanh. Thì ở đây là cái độ thẩm thấu của nước tiểu, đây là độ thẩm thấu của huyết tương và đây là cobeptin ha, cobeptin của thanh. Thì chúng ta thấy đái tháo nhạc trung ương khi mà cái chúng ta truyền mũi ưu trương đó, thì cái khi chúng ta truyền mũi ưu trương vào thì độ thẩm thấu của nước tiểu nó vẫn thấp. Tại sao nó vẫn thấp? Vì nó không cô đặc được ha, không cô đặc được, nó không có tăng tiết được vasopressin và không cô đặc nước tiểu được, do đó là độ thẩm thấu nó vẫn thấp, phải không? Thẩm thấu vẫn thấp. Và
cái độ thẩm thấu của huyết tương, và độ thẩm thấu của huyết tương nó tăng lên do hai việc. Một là bệnh nhân đi tiểu bình thường đa niệu nhạc là nó tiểu một cái lượng nước tiểu nha, cái lượng nước tiểu pha loãng, nghĩa là nước nhiều, phải không? Nước nhiều và muối đã ít rồi, và đằng này chúng ta lại truyền thêm cái natri clori ưu trương nữa, thì độ thẩm thấu huyết tương nó tăng là chưa. Nhưng và cobeptin huyết thanh chúng ta định lượng nó thấp. Tại sao thấp? Tại nó tiết cùng với vasopressin. Đây, đa tác nhạc trung ương là vasopressin tiết ra thấp hoặc là không còn luôn, thì đương nhiên cobeptin cũng vậy luôn, nó cũng thấp, thậm chí không ra được luôn. Nhưng mà tại sao trường hợp này tôi nói là tại sao người ta định lượng cobeptin gì dễ định lượng hơn, ổn định hơn ha, chính xác hơn vasopressin. Đấy, còn cái hai cái phần trên thì nó đều giống nhau hết. Rồi đa tác nhạc cho thận thì khi mà chúng ta làm cái test truyền muối ưu trương đó thì cái độ thẩm thấu của nước tiểu nó vẫn thấp, lý do là nó không có đặt nước tiểu được, phải không? Vẫn thải ra một lượng lớn nước tiểu, đây nước tiểu pha loãng trong lượng phân tử thấp, và cái độ thẩm thấu huyết tương nó cũng vậy, phải không? Nó đã mất nước một cái lượng nước tiểu pha loãng ha, trong đó là nước nhiều hơn, và đây cái đằng này chúng ta lại truyền thêm muối nữa thì chắc chắn là độ thẩm thấu huyết tương nó sẽ tăng lên. Đấy, độ thẩm thấu huyết tương nó tăng lên. Nhưng mà khi cái độ thẩm thấu huyết tương nó tăng lên này, thì cái cobeptin hoặc là cái vasopressin đó, arginine vasopressin nó có thể nó tăng lên. Tăng lên do tăng được thẩm thấu, vì cái đái tháo nhạc do thận là cái khả năng tiết vasopressin nó vẫn còn. Yeah, nó vẫn còn. Nó đái tháo nhạc xảy ra là do gì? Do đáp ứng của thận, chủ nói cụ thể là ống thận nó kém. Đây, đối với vasopressin, không? Do đó vasopressin nó sẽ tăng. Rồi, uống nhiều nguyên phát. Uống nhiều nguyên phát là tại người ta uống nhiều, phải không? Uống nhiều. Và khi mà chúng ta đo cái với bệnh nhân này như nãy tôi nói đó, nếu mà bắt nhịn nước không cho uống gì trên á, thì lượng nước tiểu sẽ giảm, áp lực thẩm thấu nước tiểu sẽ tăng, phải không? Áp lực thẩm thấu nước tiểu sẽ tăng và độ thẩm thấu trong máu nó cũng sẽ tăng lên ha, vì bệnh nhân uống nhiều nó bị pha loãng hết, phải không? Thì đối với cái này uống nhiều nguyên phát, và khi chúng ta truyền cái muối ưu trương đó thì áp lực thẩm thấu nó sẽ tăng lên và cái độ thẩm thấu của huyết tương á thì có thể nói á là nó sẽ là bình thường, phải không? Vì nó thải ra bình thường, nó thải ra nước tiểu bình thường, và trên lúc đó đó khi mà chúng ta truyền muối á thì nó sẽ kích thích tăng tiết ha, tăng tiết cái vasopressin, và đương nhiên sẽ tăng tiết cobeptin để cái gì? Do tam lực thẩm thấu, để cái gì? Để nó giữ nước, để nó pha loãng, tránh tăng áp lực thẩm thấu, và cái việc là nó giữ nước để pha loãng, tránh tam lực thẩm thấu, thì áp lực thẩm thấu trong nước tiểu trong máu bình thường, phải không? Và cái bệnh nhân không uống nước và được truyền cái dung dịch muối ưu trương thì nước tiểu nó sẽ co đặc và áp lực thẩm thấu nước tiểu nó tăng lên. Đấy là cái bảng này giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt là đái tháo nhạc trung ương, đái tháo nhạc cho thận và uống nhiều nguyên phát. Rồi. Cái test desmopressin là liều thấp thì có thể chỉ định cho ở trẻ khi đã khi không có điều kiện xét nghiệm cái vasopressin ha. Rồi thôi cái đó để trẻ tôi không nói nhiều. Bây giờ chẩn đoán phân biệt. Đấy, chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất là uống nhiều do tâm lý. Thứ ba là đa niệu thẩm thấu. Thứ nhì đa niệu thẩm thấu. Thứ ba là lạm dụng thuốc lợi niệu. Thứ tư là tăng canxi máu nặng. Đấy là những cái trường hợp chúng ta phải chẩn đoán, đặc biệt là uống nhiều do tâm lý và đa niệu thẩm thấu, phải không? Đây là chúng ta phải lưu ý.
Rồi, điều trị đái tháo nhà. Đây, điều trị đái tháo nhà. Thứ nhất là cái giải pháp không dùng thuốc. Đây, không dùng thuốc. Giải pháp này là chúng ta làm gì? Chúng ta phải cân bằng nước vì bệnh nhân mất nước rất nhiều. Kiểm tra điện giải thường xuyên và ăn ít muối. Cân bằng nước là gì? Bù dịch chủ yếu qua đường uống. Đấy. Có thể truyền dịch nhược trương như gluco 5% hoặc natri clori nhược trương đường tĩnh mạch, nhưng mà xin nói các anh chị chủ yếu là chúng ta bù qua đường uống thôi, chỉ những cái trường hợp đặc biệt phải không thì chúng ta mới bù dịch cho bệnh nhân. Và xin nói mới truyền dịch cho bệnh nhân. Nếu tăng natri máu nhanh chóng trong vài giờ, có thể điều chỉnh qua việc bù dịch để natri máu giảm khoảng là 1 m trên lít trên giờ. Nên, nếu nó tăng nhanh. Rồi. Điều trị đái tháo nhạc trung ương. Thứ nhất là thuốc. Đây. Đây, thuốc. Thì đái tháo nhạc trung ương chúng ta điều trị thuốc là chúng ta dùng cái gì? Desmopressin. Đây là cái vasopressin tổng hợp đó các anh chị. Thuốc nó có tác dụng, thuốc có dạng uống, có thể dùng đường mũi nha, là xịt đó, đường tiêm nha. Và tác dụng của nó là chống bài niệu dài và mạnh hơn cái vasopressin thường, và làm giảm lượng nước tiểu và tăng độ thẩm thấu nha, cho đây. Và do nó tác thu nước và tác dụng qua mạch kém hơn cái vasopressin này. Tương tác thuốc của vasopressin, các loại thuốc gây rối loạn tiết ADH có thể làm tăng tác dụng chống bài niệu và ứ dịch. Một đó là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, đây, amitriptyline và imipramine ha, amitriptyline và imipramine. Đây, chúng ta có 2 cái loại đó đang trên thị trường chúng ta có ha, các anh chị. Rồi các chất chế thu nhận serotonin chọn lọc, chlorpromazine, carbamazepine, đây là các loại thuốc dùng để điều trị tâm thần, thuốc hương thần hoặc là cái điều trị động kinh. Rồi nhóm thứ nhì nữa là kháng viêm non-steroid có thể gây ứ nước và hạn natri máu. Chúng ta biết là do cái tác dụng dựng nước muối nữa. Rồi dùng đồng thời với loperamide nha, chắc chúng ta biết loperamide vào là thuốc điều trị tiêu chảy ha. Đây loperamide nó có thể nó tăng gấp 3 lần nồng độ desmopressin trong huyết tương, do đó chúng ta phải lưu ý ha, dùng đồng thời với loperamide thuốc chống tiêu chảy đó. Trên liều lượng desmopressin dùng đường uống thì nó có hiệu quả, tuy nhiên nhịp thu có thể thay đổi ở một số bệnh nhân. Khởi đầu trẻ em là 0.1 mg nhưng 3 lần trên ngày, người lớn là 0.1 mg cũng 3 lần trên ngày. Liều dùng được điều chỉnh theo đáp ứng của bệnh nhân, liều tối đa 1.2 mg trên ngày. Đấy. Và khi có dấu hiệu ứ nước, hạ natri máu thì chúng ta phải ngưng điều trị hoặc là chúng ta điều chỉnh liều. Điều chỉnh liều này bắt buộc các anh chị. Đây, rồi đường mũi á, thì nó có tác dụng nhanh. À, đây là cái tác dụng đường mũi. Đường tim nó cũng có tác dụng nhanh, đây là cái liều của nó. Rồi. Cái đấy là cái loại thuốc cái hormone dùng để điều trị đái tháo nhạc. Còn bây giờ những loại thuốc không hormone. Là thuốc không hormone. Loperamide. Có ai biết loperamide là gì không à? Xin mời. Chống nồi No. Metoprobamic. Nó là Premarin. Nó chống nồi cái này. Loperamide. Thuốc điều trị đái tháo đường đó chị. Đấy, thuốc điều trị đái tháo đường mà cái đầu tiên đó, tên thương mại nổi tiếng đó là Diabetes.
Đấy, xin nick Hà Đường Quý thêm một. Trước đây thì cái thời tụi tôi học thì lúc đó là cái xin nick Hà Đường Quý thì chỉ có là cái gì Lovaprovic và Tolbutamic ha, rồi cái nhóm Biganic là chỉ Fenfortmin, là bây giờ nó bỏ rồi đấy. Thì giờ cái Lovaprovic và Tolbutamic thì chắc cũng không ai dùng, phải không? Đấy. Lovaprovic tác dụng của nó là cái gì, tăng hoạt động nó làm tăng hoạt động của acetylene vasopressin, và nó có thể nó làm tăng phóng thích acetylene vasopressin, có thể giảm cơ khoảng 25 đến 75% đa niệu, chỉ định là đa niệu nhạc trung ương một phân. Đấy. Đấy. Nó tác dụng chống lại niệu của nó đó, nó tối đa trong 4 ngày. Cái loại thứ nhì là carbamazepin. Carbamazepin là thuốc chống co giật dùng để điều trị động kinh. Cái thế hệ sau của nó đó là cái gabapentin, phải không? Gabapentin, pregabalin. Thì cái carbamazepine này tác dụng là tăng phóng thích acetylene vasopressin liều lượng 200 đến 600 mg trên ngày. Do cái hai cái loại thuốc này đó, do cái tác dụng phụ nó nhiều, thí dụ gây tăng cân, lovaprovic đây có thể gây tăng cân, rồi có thể gây hạ đường huyết đấy, rồi cái tác dị ứng, phải không? Dị ứng thì đặc biệt là carbamazepine, do đó là hai cái loại này người ta ít dùng. Một số quốc gia người ta không cho dùng ha, không cho dùng tiếp đấy. Rồi cái lợi tiểu nhóm Chiazic, chúng ta có Lorochiazic, nó gây mất kali do tác thu natri, do chế tác thu natri, nó giảm cả khoảng 50% đa niệu đây. Nó có thể và chúng ta có thể kết hợp với lợi tiểu tiết kiệm kali như là amylorix ha, amylorix đấy. Thì cái liều lượng là lorochiazid 30 mg trên đây trên kg trên ngày, hoặc là hypochiazid thì khởi đầu liều có thể đến 100 mg trên ngày. Thế hypochiazid mà chúng ta dùng để điều trị tăng huyết áp, đây trong những cái loại thuốc chống tăng huyết áp mà nó có phối hợp với hypochiazid đó, thường là 15 đến 12,5 mg liều thấp. Đây cái liều đó như vậy đó thì nó có thể nó thải muối, thải nước và nó không gây rối loạn lipid máu, không gây tăng acid uric, phải không? Đấy, nó không gây những tác dụng phụ bất lợi. Còn ở đây chúng ta xài liều cao hơn rất nhiều ha. Do đó đó những cái tác dụng bất lợi bên cạnh cái tác dụng có lợi thì tác dụng bất lợi cũng nó xảy ra cũng nhiều hơn. Rồi kế đó đó là kháng viêm non-steroid. Đấy, kháng viêm non-steroid thì gồm có indometacin, tonmetin hoặc là ibuprofen, đều là những cái loại thuốc mà kháng viêm, cái nhóm kháng viêm non-steroid NSAID. Nào, cơ chế đó là loại thuốc này đó nó chế tổng hợp prostaglandin E và nó dẫn đến hậu quả là tăng tăng tạo cái AMP vòng, nó dẫn đến là tăng gắn cái vasopressin lên cái V2 receptor thận và làm giảm lượng nước tiểu. Thuốc có hiệu quả đái tháo nhạc trung ương và đái tháo nhạc do thận. Đây là những cái loại thuốc dùng để điều trị cái đái tháo nhạc hay do thận. Rồi đái tháo nhạc lúc có thai, đái tháo nhạc lúc có thai, cái loại cái desmopressin, cái vasopressin tổng hợp đó các anh chị là thuốc được lựa chọn. Những loại thuốc khác đã không không khi được dùng. Thì như vậy tôi vừa giới thiệu xong các anh chị cái về chẩn đoán và điều trị đái tháo nhạc ha, đái tháo nhạc. Trong đó đó cái cập nhật mới là cái Covaptin, định lượng Covaptin trong chẩn đoán đái tháo nhạc. Rồi hết đái tháo nhạc, các anh chị có câu hỏi gì đặt ra không?
ba cái nhóm ở Kiên Giang, Long An với Đồng Nai, không rồi là học bài bệnh ba sơ đồ rồi phải Dạ chưa thầy ơi. không? Dạ rồi, hôm nay còn thời gian, bây Mấy giờ em quay lại, mà quay tổng lại cho em cái mấy nhóm Cần Thơ, cái bài đái tháo đường đang mà dang dở đó, dạ thì nó lại vướng mấy lớp khác nha. dạ Thì thôi để tôi giới thiệu bài bệnh ba sơ đồ, nếu mà nó đến 4 giờ, bây giờ ai già còn có 45 phút nha, còn 45 phút. Bài đái tháo đường thì ba nhóm kia học xong rồi, hạ đường huyết và nhiễm cetonasiết thì ba nhóm kia cũng học xong rồi phải thầy không? ơi. Dạ thầy Sao ơi, cái bài hạ đường huyết mấy em chưa học thầy ơi. chưa học hả? À? Ba nhóm luôn á hả? Ba nhóm luôn thầy. Cái nhóm thơ cũng chưa luôn. Thầy ơi. Rồi mà. Thầy biết rồi mà. Dạ bảo gì bây giờ ba nhóm nó so le nhau đó. Dạ rồi Thầy nói đi ơi. chị, nói Dạ đi đang em. đái tháo đường là cái bài điều trị chưa chưa học thầy. Biết là cái nhóm thơ chưa học, ba nhóm kia học rồi mà. Hạ Không phải thầy ơi, đái tháo đường là điều trị của Kiên Giang, Đồng Nai, Long An chưa học thầy ơi. Chưa học luôn, Cần Dạ Thơ cũng chưa học luôn, phải không? phần điều tính trị cho thầy. là đái tháo đường chưa học, chưa học hết này. Còn hạ đường huyết là nếu mình thơ học rồi thầy Tại đường bây huyết giờ là nó nhập nhóm lại. hạ đường huyết là ở Kiên Giang, Đồng Nai với Long An là chưa học hả thầy? Bây giờ nó nhập lại cái nó so le nhau phải không, Bây so giờ mình le học nhau điều hết trị luôn thầy, điều trị đái rồi. tháo đường thầy. Bây giờ đái tháo đường thì bốn nhóm nhập lại cũng so le nhau luôn ha, so le nhau vì nó mấy cái phần nó không giống nhau. Xin lỗi, không giống nhau, nghĩa là cái nhóm Cần Thơ, cái phần còn lại của nhóm Cần Thơ với ba nhóm kia không giống nhau. Thôi thôi để dễ Dạ. đó thì cái nhóm Cần Thơ thôi các anh chị tạm tắt đi, để tôi giới thiệu cho cái nhóm ba nhóm kia. Là cái nhóm Kiên Giang, Long An với Đồng Nai là điều trị đái tháo đường phải không? Dạ đúng rồi cái thầy. phần cái phần của các anh chị chưa xong đó, cái nhớ cái phần nó hay nhớ với cái phần của Cần Thơ nó cũng hơi lệch nhau ha, do đó tôi giới thiệu một lượt đó thì sẽ Cần Thơ sẽ thiếu một đoạn ha, tôi sẽ giới thiệu cho Cần Thơ buổi riêng, còn bài ba sơ đô thì tôi sẽ sắp xếp để bốn nhóm học chung ha. Rồi thôi Dạ như thầy vậy em, tôi dạ nói đi em. dạ thầy em coi cái bài đái tháo nhạc nhưng mà em Mà vẫn em chưa vẫn chưa hiểu hiểu cái cơ cơ chế chế sử sử dụng cái dụng cái thuốc thuốc loại tử loại tử Fiazit, thầy có thì thể có nói thể lại nói cho lại em không thầy? Đây là lời tiểu tra dịch nè. Đây hai cái loại là lorotriazid nha, hoặc là hypotriazid, hai cái loại này tới bây giờ các anh chị muốn tìm cũng không dễ đâu đấy, phải không? Bác sĩ tim mạch bây giờ còn thấy được. Đây nó gây mất natri do ức chế tác thu natri thì chúng ta biết rồi phải không? Đấy, và cái cơ chế của tiêu rồi, cái cơ chế tác dụng của loại tiểu này Hãy
cái slide đó là mất rồi. Để nữa tôi chuyển cho anh luôn nguyên cái slide nó giải cái phần nó giải thích cái cơ chế của Chiazik đó lên cái mà làm giảm cái đa niệu của đa thao nhạc ha. Nữa tôi giải thích nguyên cái slide này nè. Đây nữa tôi chuyển nguyên cái phần giải thích kỹ của cái nhóm Chiazik cho anh ha. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Ok. Yeah, rồi vậy là cái nhóm Cần Thơ các anh chị tạm thoát để tôi giới thiệu cho cái nhóm của ba cái nhóm kia ra cho xong cái phần đai tháo đường ha, điều trị đai tháo đường tại vì của các anh chị với cái nhóm đó lệch nhau. Hôm rồi là chúng ta qua cái phần điều trị rồi phải không? Hôm rồi là mình học lý thuyết xong rồi thầy, cái phần điều trị của mình ngưng đó thầy. Dạ, cái phần điều trị đó thôi được. Dạ. Ok. Thì điều trị đái tháo đường thì chúng ta biết là đây là vấn đề rất quan trọng ha, rất quan trọng ha. Bệnh nó quá phổ biến, biến chứng nó rất nặng nề ha. Và điều trị đái tháo đường đây, điều trị làm sao để bảo đảm để giúp cho bệnh nhân tránh được các cái biến chứng ha. Các biến chứng là vấn đề rất lớn. Bây giờ cái mục tiêu điều trị đái tháo đường xin nói lại các anh chị đây, đây điều trị đó thì đái tháo đường thì chúng ta mục tiêu của chúng ta là cái gì? Chúng ta làm sao để ngừa được cái biến chứng, ngừa được biến chứng của đái tháo đường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây, ngừa biến chứng mấy từ? 3 từ. Cải thiện chất lượng cuộc sống mấy từ? 6 từ. Đấy, 6 từ. Nhưng mà các anh chị thấy không? Dễ nhớ không nè, phải không? Ngừa được biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống, đấy rất đơn giản. Nhưng mà có thể nói đó là đến nay các anh chị làm lâm sàng cũng biết rồi, và các anh chị làm biết rồi thì đây là nhiệm vụ không dễ thực hiện, không dễ được thực hiện được chút xíu nào hết. Đấy. Lý do là nó rất nhiều tố nó tác động vào biến chứng, phải không? Thì để thực hiện được hai cái mục tiêu đó đó thì chúng ta có những cái mục tiêu cụ thể. Đây, thứ nhất á, là chúng ta biết á, là kiểm soát tốt chuyển hóa đường thì nó có thể nó làm giảm sự xuất hiện các cái biến chứng do đái tháo đường. Thì cái mức mà để chúng ta có thể nói là chúng ta chấp nhận được ha, là dưới 7% HB1C dưới 7% ha. Yeah. Thì và khi mới điều trị thì chúng ta sẽ xét nghiệm đường và sau 3 tháng thì chúng ta xét nghiệm HB1C. Đây, cái này mới điều trị xét nghiệm đường nhiều lần, mỗi lần tái khám và sau 3 tháng xét nghiệm HB1C. Nếu mà HB1C đây đây nó đạt được thì chúng ta tiếp tục cái điều trị đó. Và nếu mà nhiều lần HB1C đấy nó đạt được cái mức mục tiêu thì cái khoảng cách xét nghiệm HB1C đấy, chúng ta có thể kéo dài ra, thay vì 3 tháng bây giờ thì có thể kéo dài lên 6 tháng. Đây là cái khuyến cáo chung chứ không phải là tại mình nghèo rồi mình kéo dài vậy các anh chị ha, chấp nhận được. Rồi, cái kế tiếp là đường huyết. Đường huyết tương lúc đói từ 80 đến dưới 110. Rồi sau ăn dưới 180 mg/dL và lúc đi ngủ là 110 đến 150 mg/dL. Đây là các cái mức. Đây là các cái mức đường huyết. Và với các cái mức này đó thì
cái đường huyết nó có thể nói là đường huyết nó ổn, và đường huyết nó ổn như thế này thì có thể là HbA1c nó cũng sẽ ổn. Được. Rồi, đây là đường huyết. Thì chúng ta biết cái tiếp nữa, biến chứng muộn là do đau đường chủ yếu là các biến chứng mạch máu. Thì đường là một, cái gì là mỡ máu, nếu mà mỡ máu không được kiểm soát tốt thì các cái biến chứng mạch máu nó vẫn sẽ ra, cho nó tăng cái sơ vữa. Thì mỡ máu là gồm có cái gì? Một là LDL-C, chúng ta phải đưa dưới 100, và nếu bệnh nhân có tố nguy cơ thì mạch cao thì chúng ta phải giảm LDL-C dưới 70 mg trên decilit, và HDL-C phải trên 45 mg trên decilit, và triglyceride dưới 150 mg trên decilit. Đấy là các cái mục tiêu về mỡ máu. Và huyết áp, chúng ta phải đưa huyết áp dưới 140 trên 80 mm thủy ngân. Và đây là các cái khuyến cáo. Thì chúng ta thấy đây nè, giảm HB1C nó có lợi cho bệnh nhân đái tháo đường hay không? Có. Thì chúng ta thấy chỉ cần giảm 1% HB1C thì nó sẽ giảm được bao nhiêu phần trăm các cái biến chứng do đái tháo đường nó gây ra cho bệnh nhân, không? Đây, 43% các cuộc và tử vong do bệnh mạch máu ngoài biên, 37% do mạch máu nhỏ, 19% do máu cơ, 16% suy tim, 14% nhồi máu cơ tim, và 12% đột quỵ. Chỉ cần giảm 1% HB1C. Cái câu hỏi là như vậy, tại sao chúng ta không cố gắng giảm xuống đến cái mức là dưới 5,7% cái giá trị bình thường á, phải không? Giá trị bình thường của HB1C mà chúng ta chỉ giảm tới cái mức là dưới 7 hoặc là dưới 6,5. Đấy, 6,5. Thì chúng ta biết là cái gì? Giảm 1% HB1C nó sẽ tăng gấp 3 lần cái tỷ lệ bị hạ đường huyết. Nha. Và hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường thì hạ đường huyết nói chung đấy là nó sẽ làm kích hoạt cái beta và alpha cholesterol, nó sẽ làm tăng cái nhu cầu oxy cơ tim, và trên bệnh nhân bị đái tháo đường thì có thể là có sơ vữa mạch máu, có bệnh mạch vành, có thiếu máu cục bộ cơ tim, có suy tim. Và khi mà hai đường huyết nó xảy ra thì nó kích hoạt alpha và beta adrenergic á, thì nó có thể nó gây ra các cái biến chứng, ví dụ loạn nhịp tim, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, không? Do đó đó chúng ta đưa tới cái mức mà có thể chấp nhận được, không? Chấp nhận được dưới 7, mà một số trường hợp đó thì chúng ta có thể cho cái mức là dưới 6-500. Đấy. Thì cái mục tiêu điều trị, thì chúng ta để xác định mục tiêu điều trị là chúng ta phải cụ thể, đo lường được, có thể thực hiện được, có tính thực tế và có giới hạn thời gian. Đây là phải thật là cụ thể. Mục tiêu phải cụ thể, đo lường được, có thể thực hiện được và có giới hạn thời gian. Đây, các yếu tố chúng ta cần nhắc là cái gì? Cá thể hóa mục tiêu. Đây, thì với bệnh nhân bị đái tháo đường, đây có rất nhiều yếu tố nha, nó có rất nhiều yếu tố, rất nhiều bệnh kèm theo, và không phải là cái mức đường huyết nào đây, nó không có cái mức đường huyết nào là tốt, là tối ưu cho tất cả bệnh nhân nha. Đây, và do đó người ta khuyên là nên cái mục tiêu về đường huyết đó, mục tiêu về HbA1c nên được cá thể hóa ha, nên được cá thể hóa. B, thì chúng ta thấy là những cái yếu tố để chúng ta xem xét là cái gì? Một là thái độ và sự cố gắng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có thái độ tốt thì chúng ta đưa cái mức tốt, mức tích cực là từ 6-6.5% HbA1c. Nếu cái thái độ bệnh nhân kém thấp á, là chúng ta để ở cái mức 7,5-8%, và nếu cái thái độ bệnh nhân là vừa ha, vừa thì chúng ta để cái mức giữa là
trên 6,5 đến dưới 7,5%. Và nguy cơ hạ đường huyết và các biến cố ngoại muốn khác, đặc biệt là nguy cơ hạ đường huyết đó, ở những người cao tuổi, ở những người mà có bệnh thận mạng, có những người bệnh gan, có những người bệnh mạch máu não, phải không? Thì đây là những cái người mà nó có nguy cơ hạ đường huyết rất cao ha. Nếu mà cái bệnh nhân đái tháo đường đó mà cái nguy cơ hạ đường huyết thấp thì chúng ta thí dụ như là người trẻ, người không có bệnh thận, bệnh gan và mới mắc bệnh đó, thì chúng ta có thể cái nguy cơ thấp thì chúng ta đặt ở cái mức là HB1C, cái mức tốt là từ 6 đến 6,5%. Còn nguy cơ cao quá thì chúng ta sẽ đặt ở cái mức tích cực hơn là 5 đến 8%. Và cái nguy cơ vừa thì chúng ta đặt ở để mức cái giữa. Rồi thời gian mắc bệnh, nếu thì mới mắc bệnh thì chúng ta đặt ở mức tích cực. Thời gian mắc bệnh dài rất khó kiểm soát thì chúng ta đặt ở cái mức tích cực hơn. Triển vọng sống dài, người trẻ không mắc bệnh gì mang tính kèm theo, mới mắc bệnh thì chúng ta đặt ở cái mức tích cực để tránh biến chứng và để cuộc sống có thể họ sống dài hơn. Những người có triển vọng sống ngắn, nghĩa là thí dụ người ta suy tim, suy gan, suy thận và chúng ta biết là kiểm soát tốt đường đó nó cũng không mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Đấy, thì chúng ta đặt ở cái mức ít tích cực, nghĩa là HB1C 7.5 đến 8. Có bệnh mạch chưa, bệnh mạch máu nếu chưa có thì chúng ta đặt mức tích cực, và nếu có rồi thì và đang tiến triển thì chúng ta đặt cái mức ít tích cực hơn. Có bệnh kèm theo hoặc là nặng đó thì chúng ta đặt cái mức ít tích cực, và nếu không có thì đặt cái mức tích cực. Và cái nguồn lực và hệ thống hỗ trợ, đây là cái việc mà chúng ta phải lưu ý ha. Nếu bệnh nhân có nguồn lực và hệ thống hỗ trợ tốt thì chúng ta đặt cái mức tích cực, và nếu mà hạn chế thì chúng ta đặt cái mức ít tích cực hơn. Như vậy thì một người có thể là yếu tố này nằm ở cái mức này mà yếu tố khác nằm ở mức độ khác. Thí dụ bệnh nhân 70 tuổi đang mắc đái tháo đường 10 năm. Đấy, thái độ của họ phải không? 10 năm là lâu rồi, tuổi lớn phải không? Rồi rồi, nhưng mà thái độ của họ thì rất tốt ha. Điều kiện của họ thì dồi dào, không có bệnh mạch máu. Đấy, không có bệnh mạch máu. Đấy. Và cái nguy cơ hạ đường huyết không cao. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ cố gắng ta đặt ở cái mức tốt hoặc cái mức vừa để hạn chế biến chứng xảy ra cho người ta. Không, đấy là các cái yếu tố nguy cơ, cái mức kiểm soát đường chúng ta phải dựa vào từng bệnh nhân, là cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Rồi. Đây, tôi giới thiệu các anh chị một số cái quan sự thay đổi, một số cái quan điểm về kiểm soát đường máu. Trước 2008 đó thì lúc đó là HB1C, người ta quan niệm là đưa ra cái quan niệm là HB1C càng thấp càng tốt, vì chúng ta biết là giảm 1% HB1C là giảm được bao nhiêu phần trăm biến chứng đó, phải không? Đây, càng thấp càng tốt. Nhưng đây, giảm thấp thì nguy cơ hạ đường huyết tăng lên như tôi nói nãy. Thứ nhì, từ 2008 trở đi đó thì người ta cái mục tiêu kiểm soát tốt á, vẫn giữ, nhưng mà người ta thêm cái yêu cầu là không gây tăng cân. Đây, hai loại thuốc dùng có thể gây tăng cân là insulin và SU. Đây, rồi sau đó là cái nhóm TSD. Rồi, thêm một cái nữa là không hạ đường huyết, vì chúng ta biết hạ đường huyết nó nguy hiểm cho bệnh nhân, phải không? Như tôi nói nãy. Và không có cái tác dụng phụ khác, đặc biệt là suy tim. Điều chúng ta có cái tăng cái suy tim do sử dụng TSD. TSD. Đấy, cái nhóm lithazone. Đây, rồi từ 2018 thì kiểm soát đường huyết. Đấy, đây vẫn là mục tiêu quan trọng, và người ta yêu cầu là kiểm soát toàn bộ các yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân. Đấy, để hạn chế các biến chứng tim mạch. Và cái điều trị đó được chứng minh an toàn và có hiệu quả ngăn ngừa các biến cố tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường. Đây là vấn đề rất quan trọng, rất rất quan trọng. Tại sao? Cái biến chứng tim mạch
Bây giờ khoảng 80% bệnh nhân đái tháo đường tử vong do tim mạch nhé, tim mạch thì đây đây là vấn đề rất quan trọng và chúng ta phải lưu ý. Đây. Rồi khi điều trị bệnh nhân thì chúng tôi nhắc là chúng ta đánh giá lại bệnh nhân là lối sống hiện tại, những bệnh kèm theo như tim mạch sơ vữa, bệnh thận mạn, suy tim, cái đặc điểm lâm sàng, tuổi, cân nặng, các vấn đề tâm lý, đặc điểm về văn hóa, kinh tế xã hội. Điều trị cụ thể với bệnh nhân bị đái tháo đường, xin nhắc các anh chị, bệnh nhân đái tháo đường những cái biện pháp điều trị: một là tiết chế, hai là tập luyện, ba là thuốc hạ đường huyết, bốn là huấn luyện, chương trình huấn luyện bệnh nhân. Đây là vấn đề rất quan trọng. Thì với thứ nhất là về dinh dưỡng đó, đây chúng ta biết là bệnh nhân đái tháo đường người ta vẫn sống, người ta vẫn làm việc, mà do đó bệnh nhân đái tháo đường phải được cung cấp đầy đủ calori, đầy đủ chất dinh dưỡng giống như người bình thường, chỉ có một số thay đổi là chúng ta đủ calori, đủ chất dinh dưỡng nha các anh chị. Đây là nhu cầu về thực phẩm đấy, calori tôi trong bài tôi có ghi đó. Rồi chúng ta thay đổi một số về khẩu phần, ví dụ như là cái chất bột nó vẫn là cái nguồn cung cấp năng lượng chính cho bệnh nhân đái tháo đường, nhưng mà nó giảm từ 70% ở người không mắc đái tháo đường xuống còn 55% ở bệnh nhân đái tháo đường. Và chất bột này đó là nên khuyên bệnh nhân ăn những cái loại chất bột hấp thu chậm, thí dụ như là chúng ta thấy nè, gạo lứt nè, rồi gạo mà nó không có xay kỹ đó, rồi bánh mì còn nguyên hạt, phải không? Thì nó sẽ hấp thu chậm, phải không? Hấp thu chậm. Rồi chất đạm thì chiếm khoảng 15% và mỡ thì 30%, và hạn chế mỡ bão hòa là mỡ động vật. Okay. Những cái loại thức ăn là bệnh nhân được ăn nhiều như là rau cải, bệnh nhân có thể ăn nhiều. Những loại thức ăn ăn là từ chất bột đó, khuyên bệnh nhân ăn vừa để cung cấp năng lượng. Những bệnh nhân những cái loại thức ăn là đạm đó thì cũng là ăn vừa, phải không? Vì cung cấp cho nhu cầu của cơ thể. Và đường, rượu, mỡ thì khuyên bệnh nhân hạn chế ha, hạn chế. Đây là những loại thức ăn mà được có cái chỉ số đường huyết thấp, và nếu mà dùng đó thì nó gây tăng đường thấp, bệnh nhân có thể sử dụng thoải mái, gồm có mì sợi, tắm, sữa không đường, da ua, rau đậu, cam thảo. Rồi những cái loại thức ăn mà gây có chỉ số tăng đường huyết vừa đây, và dùng những loại này chủ yếu là để cung cấp năng lượng, gồm có gạo nè, bánh quy và bánh mì còn nguyên hạt, đấy là để ăn được và không gây tăng đường huyết, tăng đường huyết mức độ vừa thôi. Những loại mà thức ăn mà nó gây tăng đường huyết cao, ví dụ như là đường, đủ có đường, mật ong, khoai tây chiên, bánh mì trắng và thức ăn nhanh, đây là những loại thức ăn nên hạn chế vì ăn quá nhiều nó gây tăng đường. Khuyên bệnh nhân ăn nhiều thức ăn có nhiều chất xơ, dùng nhiều thức ăn có nhiều vitamin và chất khoáng, ví dụ như trong rau, trong trái cây, chia nhiều bữa ăn ít nhất là 3 bữa chính và 2 bữa phụ, có thể dùng các chất tạo vị ngọt thay đường, nên hạn chế hoặc kiêng rượu. Đấy là cái về dinh dưỡng. Rồi kế tiếp là tập luyện, khuyên bệnh nhân đái tháo đường tập luyện theo như hướng dẫn đấy. Đấy, và chủ yếu là hướng dẫn tập luyện cái sự dẻo dai, tạo cái sự dẻo dai. Rồi bệnh nhân đái tháo đường phải được hướng dẫn ha, phải được đưa đến các cái cơ sở tập huấn ha, tập huấn của ta về gì, giới thiệu về bệnh, về hướng dẫn về dinh dưỡng và cái tính toán khẩu phần ăn đấy, khẩu phần ăn, rồi hướng dẫn về sử dụng thuốc, về tiêm insulin, về nhận biết và xử trí cái hạ đường huyết, về nhận biết và dự phòng
các cái biến chứng muộn do đái tháo đường, rất nhiều vấn đề và bệnh nhân đái tháo đường phải được hướng dẫn thật là kỹ. Ở các cái nước phát triển, ở Cộng hòa Liên bang Đức, mà khi tôi bên kia tôi thấy là phần lớn những bệnh nhân được huấn luyện rất tốt, do đó họ ngồi họ tính cái khẩu phần ăn của họ, họ tính khẩu phần ăn của họ là giống như các chuyên gia, tính rất kỹ. Rồi kế tiếp là tôi giới thiệu lại các anh chị là các loại thuốc để điều trị đái tháo đường. Thì thuốc điều trị đái tháo đường chúng ta đèn tháng năm, chúng ta có insulin, rồi sau đó chúng ta có sinh mít hay đường huyết, sau đó chúng ta có fenfoxmin, đây fenfoxmin, rồi sau đó thì fenfoxmin bị rút ra khỏi cái danh sách thuốc sử dụng điều trị đái tháo đường, lý do là gây ra các biến chứng do tăng tăng acid lactic nha, nhiễm toan do tăng acid lactic, rồi cái kế đó là insulin người, rồi cái metformin, rồi ức chế cái men alpha glucosidase, rồi cái nhóm glitazone, rồi cái nhóm glinic, rồi insulin nền, phải không? Rồi ức chế người đọc vận tôi thấy sinh B1, rồi ức chế DB4, và gần đây là ức chế thụ thể SGLT2. Okay. Đây insulin thì chúng ta biết hết rồi ha, insulin đây là tất cả những loại insulin các thị trường ta đều có hết, và trong cái danh sách này nó chỉ thiếu insulin ha, decludec tác dụng kéo dài có khoảng 48 giờ ha, 48 giờ. Thì chúng ta nhớ là cái insulin, hai loại insulin là insulin lactate và dextromethorphan, là tiêm một lần và gần như nó không có cái đỉnh tác dụng ha, không có đỉnh tác dụng ha, tác dụng gần 24 giờ, và insulin decludec tác dụng qua 24 giờ. Ê, xin lỗi, gần 48 giờ. Và tác dụng của insulin thì insulin đó, cái tác cơ chế tác dụng của nó thì chúng ta biết rồi. Insulin nó sẽ tăng chuyển gluco từ bên ngoài vào trong tế bào. Đây. Đây để chuyển hóa, ngăn ly giải mô mỡ, ngăn ly giải protein. Phải không? Rồi, ngăn tăng sinh đường, ngăn ly giải glycogen. Đây. Và như vậy nó làm cho đường huyết giảm. Và cái nhu cầu insulin của một người trung bình đó, của một người là trung bình là 40 đơn vị trên ngày. Nếu mà cái người đó béo phì thì cái nhu cầu cao hơn, bình thường là 40 đơn vị trên ngày. Và trong đó đó thì 20 đơn vị nó để dành cho chuyển hóa các bữa ăn, nghĩa là tiêm trước ăn, khi ăn ăn xong đường tăng lên, đường được thu tăng lên thì nó sẽ tăng chuyển gluco từ bên ngoài vào trong tế bào ha, để tạo năng lượng, rồi tăng cái tổng hợp glycogen. Rồi 20 đơn vị cho chuyển hóa cơ bản là lúc đói ha, chuyển hóa cơ bản là lúc đói. Và chúng đây đây là tác dụng của insulin vào. Cái gì là những cái loại thuốc là liên quan tới incretin, là chúng ta biết là incretin trong cái phần sinh lý bệnh đó, tôi có nói các anh chị đó, đây vai trò cái cơ chế tác dụng của đau đường tuyếp 2 là giảm nồng độ và giảm tác dụng của incretin, phải không? Incretin thì incretin là gì? Incretin là một dạng peptide được tiết ra vài phút sau ăn, và nó sẽ gì, kích thích tụy tăng tiết insulin, tăng nồng độ insulin lên và ức chế tiết glucagon, hormone gây tăng đường huyết, phải không? Rồi thứ nhì làm chậm làm trống dạ dày, thức ăn nó sẽ giữ lâu trong dạ dày và chậm, nó không gây tăng đường huyết sau ăn, hạn chế tăng đường huyết sau ăn, và ức chế sự ngon miệng, cải thiện sự dậy của tụy với glucose. Đây thì incretin nó có tác dụng thông qua các thụ thể ha. Trời, thời hôm nay cái này. Đây, thì các cái loại thuốc đấy liên quan đến cái incretin thì chúng ta thấy nè, thứ nhất là thuốc ức chế DPP4, đây, để ức chế dipeptidin, peptidase 4,
Đây, thì ức chế D4 nó ức chế sự giáng hóa của gen gen B1. Đây, thông qua ức chế enzyme phá vỡ gen B1 thì thuốc nó làm tăng hiệu quả gen B1 nội sinh. Không? Thuốc rồi kích thích tăng tiết insulin, ức chế tiết glycagon và kích thích tăng sinh tế bào beta. Rồi, đây những loại thuốc có dulcitin này là cái nhóm ức chế D4. Đây, thuốc này có thể dùng đơn trị liệu monotherapy dùng một mình nó thôi, kết hợp với tiết chế tập luyện hoặc phối hợp với các thuốc hạ đường huyết khác như là metformin. Chúng ta có rất nhiều cái loại metformin phối hợp với ức chế D4, ví dụ như Transendadio. Đây, trong đó là gồm có cái linaleptin cộng với metformin, hoặc là sunmix hạ đường huyết với cái ức chế D4 hoặc là glitazone. Rồi thuốc đồng bằng tụ thể sinh B1, đấy thì nó hoạt quá tụ thể sinh B1 và kháng sự phân hủy DB4 và các peptidase khác, phải không? Thì cái loại thuốc này đó, như nhóm thuốc này nó có thể kích thích sự tiết insulin phụ thuộc vào đường, đó là đường tăng kích thích tăng tiết insulin và nó ngăn phóng tích glycagon nhưng mà không gây hại đường huyết. Các anh chị thấy đường tăng nó mới tăng, đường không tăng thì nó không tăng, và nó ngăn phóng tích glycagon, do đó là rất khó hại đường huyết, phải không? Sinh mấy hại đường huyết, đường tăng kích thích tăng insulin, đường giảm sinh mấy hại đường huyết vẫn kích thích tăng tiết insulin và có thể gây hại đường huyết. Rồi gây giảm cân, chậm làm nóng dạ dày, chán ăn, đây giảm cân đây là rất quan trọng, đặc biệt quan trọng với những bệnh nhân đau đường béo phì, ăn nhiều, không ăn nhiều. Rồi chậm làm chết chương trình của tế bào beta, đây là một cái mục tiêu rất quan trọng, không? Đây là những cái loại thuốc mà được sử dụng trong cái nhóm này được sử dụng ha. Đây là thuốc rất tốt nhưng mà tiếc rằng là đắt tiền ha. Thuốc ức chế thụ thể SGLT2, đây nó chế tác thuộc glyco ống thận ha, đang ống thận và nó gây ra từ glyco qua đường tiểu là khoảng là thải 70 đến 80 gram glyco tương đương 280 đến 320 kilocalo trên ngày và giảm HbA1c trung bình 0.6 đến 0.9%. Đấy là cũng khá tốt. Nhưng mà cái tác dụng, phải nói tác dụng tuyệt vời của cái ức chế SGLT2 không chỉ là cái việc làm giảm đường, mà không chỉ là cái việc là giảm cân ha, mà nó tăng cái tác dụng bảo vệ thận, bảo vệ gan, bảo vệ thận, bảo vệ tim của trên bệnh nhân đái tháo đường. Do đó bây giờ thì thuốc ức chế thụ thể SGLT2 là loại thuốc mà được chỉ định rất quan trọng, thậm chí là chỉ định đầu tiên ở trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh mạch máu sơ vữa, có suy tim, có cái bệnh thận mạng do đái tháo đường. Đây trong bài này tôi giới thiệu các anh chị. Rồi, trước khi bắt đầu thì tôi nhắc lại những cái loại thuốc đái tháo đường dùng để điều trị đái tháo đường mà chúng ta tạm gọi là những loại thuốc cũ. Đây là thứ nhất là insulin, thứ nhì là sunmix hạ đường huyết, thứ ba là metformin, bốn là chế men alpha glucosida, năm glitazone, thứ sáu là clinic. Đây là thay đổi HbA1c, đường huyết đói, đường huyết sau ăn, đường huyết nặng, rồi thay đổi trọng lượng cơ thể, rồi thay đổi bù mỡ và những vấn đề quan trọng khi dùng. Thì chúng ta biết insulin đó là loại thuốc hạ đường huyết, đây rất quan trọng. Đây bây giờ thiếu insulin là nguy hiểm và rất nhiều trường hợp đây không thể không có insulin, đặc biệt là tăng đường huyết nặng. Tuy nhiên insulin nó vẫn có những cái tác dụng không mong muốn và có thể nói là nguy hiểm. Một, có thể gây hạ đường huyết nặng; hai, dùng lâu dài gây tăng cân, hai vấn đề rất lớn đối với insulin. Rồi chứ còn hạ đường huyết thì mức cỡ nào nó giảm cũng được hết.
Cái gì là xuyên miết ra đường huyết là kích thích tế bào beta của tuyến tụy tăng tiết insulin mạnh hơn và sớm hơn. À, đối với đường huyết đói và đường huyết sau ăn nó tác dụng rất tốt. Đây tác dụng không muốn mong muốn của xuyên miết ra đường huyết là cái gì? Hạ đường gây là cái gì? Hạ đường huyết nặng và đặc biệt là trên bệnh nhân có suy thận và người lớn tuổi. Cái thứ nhì nữa đó là cái gì? Tăng cân. Đây tăng cân. Đây là hai vấn đề rất lớn. Metformin nó làm giảm HbA1c 1 đến 2%. Đối với đường huyết đói, đường huyết sau ăn thì nó giảm tốt, nó không gây hạ đường huyết nặng, không gây, chỉ gây giảm cân hoặc là không giảm cân thôi chứ không gây tăng cân. Đấy, đây là cái lợi. Và thứ gì nữa đó, nó có làm thay đổi bộ mỡ có lợi. Vấn đề quan trọng của xuyên miết hạ đường huyết là cái gì? Cái veganic metformin đó là gì? Các cái triệu chứng của đường tiêu hóa, ví dụ mệt, ví dụ chán ăn, bụng nôn, nôn đầy bụng, tiêu chảy, có thể là nó nhẹ thoáng qua hoặc là nặng, và nếu nặng thì chúng ta phải ngưng. Còn nếu nó nhẹ thì có thể sau thời gian dùng thuốc nó hết. Do đó đó, trên bệnh nhân đái tháo đường mà chúng ta dùng metformin cho bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta nên khởi đầu liều thấp, bao nhiêu? 500 mg. Đấy, 500 mg. Đấy, và nếu bệnh nhân dung nạp được thì chúng ta chỉnh liều, chỉnh liều tăng dần lên. Rồi kế tiếp là thuốc ức chế men varicosidase. Đây nó chế hấp thu cạnh tranh đường đơn trong lòng ruột và nó chặn không hấp thu đường đơn, và đường đơn sẽ được thải đẩy xuống ruột, và một là tăng áp lực thẩm thấu trong ruột và nó làm cho bệnh nhân có thể tiêu lỏng, rồi nó có thể nó phân hủy tạo hơi làm cho bệnh nhân trung điện nhiều. Thì nó chặn tăng đường huyết sau ăn rất tốt, nhưng đường huyết đối với đường huyết đói thì nó tác dụng kém, và nó giảm cân gây ra là cái gì nữa, là thay đổi mỡ máu có lợi cho bệnh nhân, ví dụ như là giảm LDL, giảm triglyceride. Rồi nhóm glitazone thì tới đến bây giờ thì một số quốc gia không cho sử dụng nữa, mặc dù nó có những tác dụng tốt như vậy nhưng số quốc gia thì người ta ngừng sử dụng. Clinic thì tác dụng giống như xin mấy cả được quét. Rồi bây giờ điều trị đái tháo đường. Đái tháo đường tuyết 1 là chúng ta hướng dẫn bệnh nhân, đây, hướng dẫn kỹ về thay đổi lối sống, dinh dưỡng, tập luyện, ngưng thuốc lá. Rồi thuốc là insulin. Thì với bệnh nhân đái tháo đường tuyết 1 thì liều lượng insulin chúng ta khởi đầu cho insulin cho bệnh nhân và thử đường nhiều lần để chúng ta chỉnh liều insulin, để chỉnh liều insulin cho phù hợp. Đây, thì trong điều kiện bình thường 1/2 nhu cầu insulin dùng cho chuyển hóa các bữa ăn và 1/2 dùng cho chuyển hóa lúc đói. Và như vậy nếu mà chúng ta thí dụ đây, dùng insulin tác dụng dài cho nhu cầu cơ bản thì lúc đó là chúng ta có thể dùng insulin lactulin, insulin detemir, không? Đấy. Và insulin nhanh dành cho chuyển hóa các bữa ăn. Và nhu cầu insulin nó thay đổi trên từng bệnh nhân từ 0,5 đến 1 đơn vị trên kg trên ngày. Trung bình là cỡ khoảng 0,7 đơn vị trên kg trên ngày. Đây chúng ta thí dụ đây, chia insulin, nếu mà chúng ta dùng insulin cơ bản mà là cái insulin NPH đó thì chúng ta phải dùng 2 lần nó mới tác dụng đủ, phải không? Đây, còn nếu mà chúng ta dùng insulin glargine hoặc là lantus thì lúc đó đó chúng ta chỉ dùng 1 lần một ngày là đủ rồi, và cái chúng ta tiêm trước ngủ thì nó tác dụng tới sáng ngày hôm sau. Và chúng ta điều chỉnh cái liều insulin cơ bản này đó dựa vào cái gì? Dựa vào đường huyết lúc đói, nó coi có nó đạt cái mức 80 đến 120 không. Nếu nó không đạt, nó còn cao hơn thì chúng ta chỉnh liều insulin cơ bản, còn nếu đạt thì giữ nguyên. Rồi insulin tác dụng nhanh, ví dụ chúng ta tiêm trước bữa ăn, ví dụ còn 20 đơn vị insulin tác dụng nhanh thì chúng ta cho 866 tiêm trước bữa ăn thì để nó chuyển hóa các bữa ăn và chặn không cho tăng đường huyết sau ăn.
Rồi. Đến đái tháo đường tiếp 2. Đái tháo đường tiếp 2 á thì chúng ta bắt buộc ha phải hướng dẫn bệnh nhân là tiết chế tập luyện ha, tiết chế tập luyện. Và tùy cái mức độ tăng đường huyết mà chúng ta quyết định là dùng thuốc ngay hay là chỉ tiết chế. Mà dùng thuốc ngay thì có là một loại hay hai loại hay là phối hợp với insulin. Đấy là câu hỏi. Chúng ta có những bệnh nhân đáo đường tiếp 1 chẩn đoán xong rồi chúng ta quay lại, chúng ta chỉ hướng dẫn người ta tiết chế tập luyện đủ rồi. Đường huyết đói, ví dụ HB1C cỡ khoảng là 6.6, 6.7 phải không? Bệnh nhân không có vấn đề đặc biệt thì có thể hướng dẫn là tiết chế tập luyện đủ rồi. Nhưng có trường hợp bệnh nhân đường huyết HB1C 8% thì lúc đó là chúng ta tiết chế tập luyện chắc chắn là không đủ rồi. Và là HB1C 11% thì chắc chắn là một loại thuốc, thậm chí hai loại thuốc cũng không đủ, phải không? Chúng ta phải phối hợp nhiều loại. Thì do đó đó, với bệnh nhân đáy đường tiếp 2 chúng ta phải dựa vào cái tình trạng của bệnh nhân rồi xét nghiệm đường huyết để chúng ta quyết định là điều trị như thế nào, phải không? Gì thì gì cũng là dinh dưỡng nè, hợp lý nè, kiểm soát trọng lượng cơ thể. Nếu bệnh nhân béo phì thì phải tính tới cái việc là giảm trọng lượng cơ thể. Còn nếu bệnh nhân gầy thì phải ăn uống tập luyện sao để cho trọng lượng cơ thể nó có thể nó trở lại bình thường. Rồi tăng cường vận động thể lực, phải không? Tăng cường vận động thể lực. Rồi bây giờ chúng ta xem nếu HB1C, đây có cái nhóm HB1C từ 6.5 đến 7.5. Rồi cái nhóm thứ gì là từ 7.6 đến 9 và nhóm thứ ba là trên 9. Nếu mà bệnh nhân mà có HB1C từ 6.5 đến 7.5 thì cái gì? Tiết chế bắt buộc, tập luyện bắt buộc, hướng dẫn bệnh nhân bắt buộc. Và có thể là chúng ta cho bệnh nhân khởi đầu bằng metformin, monotherapy metformin. Và nếu metformin mà bị chống chỉ định đó, thì có thể ức chế D4, có thể đồng bằng TTCNB1, có thể là ức chế SCT2, tùy tùy bệnh nhân. Là một á là cái HB1C nó tăng và có những cái bệnh gì khác kèm theo không để chúng ta quyết định hay loại nào đầu tiên. Rồi nếu mà bệnh nhân có HB1C 7.6 đến 9% thì có thể là tiết chế tập luyện cộng với hai loại thuốc, trong đó có metformin cộng với loại thuốc thứ nhì, có thể là ức chế đồng bằng TTCNB1, hoặc chế D4, hoặc là TSD, hoặc SU, hoặc Linic nha. Rồi cái nếu mà bệnh nhân có HB1C trên 9% thì chúng ta có thể tùy bệnh nhân này đã được điều trị rồi hoặc là chưa được điều trị, phải không? Nếu mà chưa được dùng thuốc thì bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta có thể là cho insulin cộng với thuốc hạ đường huyết và uống. Và nếu mà không có triệu chứng á, thì thuốc hạ đường huyết là uống là có thể metformin cộng với hoặc là đồng bằng TTCNB1 hoặc là chế D4 hoặc là TSD hoặc là SU. Rồi nếu bệnh nhân mà đã được điều trị rồi á, thì chúng ta cho là insulin cộng với lại loại thuốc khác. Đấy. Đây là các anh chị. Cũng như nãy tôi nói các anh chị. Đây. Nếu mà chúng ta phải khởi đầu bằng một loại thuốc thì metformin là loại thuốc nên ưu tiên, hay nên ưu tiên. Và tại sao vậy? Vì nó tác dụng tốt, ha, ít có tác dụng phụ gây hạ đường huyết, ít có gây hạ đường huyết, không gây tăng cân, chỉ có giảm hoặc là không giảm thôi chứ không gây tăng cân. Đấy, tác dụng phụ thì có, thường là trên đường tiêu hóa. Đấy, đây, trên đường tiêu hóa. Và giá thành rẻ, đây là loại thuốc có tác dụng rất rẻ, có giá thành rất rẻ. Đây.
Và nếu mà chúng ta theo dõi 3 tháng sau HB1C đạt mục tiêu tiếp tục. Nếu HB1C không đạt mục tiêu thì chúng ta có thể chọn loại thứ nhì. Loại thứ nhì là khởi đầu, nếu khởi đầu metformin thì có thể là metformin cộng với sulmicadequate, hoặc metformin cộng với tazidi, hoặc là metformin cộng với chế đề 4, hoặc metformin cộng với thụ thể SGLT1, thụ thể SGLT2, hoặc là metformin cộng với mà thuốc động vật thụ thể SGLT1, hoặc là metformin cộng với insulin nền. Đây, tùy cái một là sau điều trị 3 tháng đáp ứng như thế nào, hoặc là khởi đầu HB1C khởi đầu của bệnh nhân mà chúng ta sẽ quyết định phối hợp như thế nào. Rồi chúng ta tiếp tục theo dõi đến sau 3 tháng mà HB1C nếu nó đạt thì tiếp tục, nếu nó không đạt thì chúng ta cộng loại thuốc thứ ba. Loại thuốc thứ ba là không cùng nhóm với những loại thuốc trên. Rồi đến giờ này là 4 giờ thì xin lỗi các anh chị là tôi có cái lịch làm việc tiếp. Do đó là phần còn lại tôi sẽ hẹn buổi sau ha. Chắc có lẽ anh Ngọc ơi. Dạ em nghe thầy ơi. Chiều ngày mai thứ tư, nếu sáng ngày mai tôi không có cái lịch gì đột xuất á, thì chiều ngày mai tôi giới thiệu bài ba sơ đồ cho 4 nhóm luôn ha, nghĩa là chưa giờ không dưới ai hết. Dạ dạ. À, rồi vậy nha. Dạ dạ. Mấy em cảm ơn thầy ơi. Rồi. Dạ dạ. Phần còn lại thì sẽ của nhóm thiếu nhóm nào thì sẽ bù sao nhé, cho phần còn lại. Bác Ngọc ơi. Bác Ngọc. Nghe nghe anh Danh ơi. Thấy không? Lớp bác Ngọc có tài liệu không? Lớp bác Ngọc có tài liệu không? Gửi qua lớp tôi giùm coi.